Vâng ạ, xin cảm ơn. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy sẽ có đôi lời chia sẻ với quý khán giả. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa tất cả quý vị khán giả, kính thưa tất cả các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Như chúng ta đều biết thì chúng ta đang sống ở trong những cái thời điểm, thời khắc rất là đặc biệt. Đó là chúng ta đang phải đương đầu với cái bệnh dịch Covid, một cái kẻ thù giấu mặt. Và nó đang lan tràn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Và với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì tất cả các bệnh nhân mà mắc các bệnh mãn tính, trong đó có bệnh đái tháo đường, thì là những cái đối tượng mà có nguy cơ rất là cao bị mắc nhiễm các cái bệnh lý COVID. Và như vậy chúng ta cần phải có một cái chiến lược và chiến thuật điều trị đặc biệt, thay đổi cái cách từ cách ăn uống điều trị cho đến khám chữa bệnh, để chúng ta có được cái kết quả điều trị nó vẫn được an toàn và tốt như là trước đây chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ bình thường. Và cũng như tất cả các bạn đều biết là do tình hình dịch bệnh thì có rất là nhiều các cái phác đồ, các cái thuốc men hoặc là các cái kế hoạch ăn uống rồi thì sinh hoạt tập thể dục của chúng ta sẽ bị thay đổi, và chúng ta sẽ phải câu hỏi đặt ra của rất nhiều người bệnh là điều trị chúng ta sẽ phải thay đổi như thế nào để thích ứng với hoàn cảnh đó. Thì thưa các bạn, thì chúng ta đều biết là Larry King là một cái người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của đài CNN, thì ông có nói là nếu đối với các bệnh nhân đái tháo đường thì kiến thức chính là vị thần bảo trợ cho chúng ta. Nếu chúng ta càng hiểu biết nhiều thì chúng ta điều trị càng đạt kết quả tốt. Và với cái mục tiêu đó, ngày hôm nay thì chúng tôi mở đầu là cái buổi đầu tiên trong một chuỗi các cái chương trình mà sẽ tư vấn cho các bệnh nhân cách thức sử dụng điều trị các bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, huyết áp, rồi thì các bệnh lý về hô hấp như thế nào để chúng ta có được cái kết quả tốt nhất và an toàn qua cái mùa dịch. Thì để mở đầu thì tôi xin trân trọng giới thiệu là thạc sĩ Vũ Thị Thanh, là chuyên khoa nội tiết của khoa khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Thì thạc sĩ Thanh sẽ có một cái bài giới thiệu ngắn gọn về những cái lưu ý mà chúng ta về sử dụng thuốc trong các bệnh nhân đái tháo đường, cũng như là một số các lưu ý về phòng bệnh COVID và các cái bệnh lý đặc biệt ở các cái bệnh nhân đái tháo đường. Bây giờ xin mời thạc sĩ Thanh sẽ trình bày cái phần đầu tiên, và sau khi thạc sĩ Thanh trình bày xong chúng ta sẽ có phần trao đổi với nhau. Xin kính mời. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Bảy ạ. Sau đây thì tôi sẽ xin phép được trình bày với quý vị rất là sơ lược thôi về cái hướng dẫn sử dụng thuốc như là một số lưu ý về bệnh nhân đái tháo đường trong mùa dịch COVID ạ. Vâng, cũng như quý vị đã biết thì đái tháo đường là một bệnh lý đa cơ chế với rất nhiều sự đề kháng insulin ở gan, tụy, cũng như ở thận, cơ, ở mỡ. Và hiện nay thì các cái nhóm thuốc đái tháo đường của chúng ta thì cũng đều tác động vào các cái cơ chế đó để nhằm làm hạ đường huyết cho người bệnh. Và để mà điều trị kiểm soát đường huyết tốt thì là một cái thách thức rất là lớn, bởi vì không chỉ kiểm soát đường huyết mà chúng ta còn phải đảm bảo được cái an toàn tim mạch cũng như cái tác dụng phụ của điều trị, đặc biệt là hạ đường huyết hoặc là những cái mối lo về tăng cân. Và để làm sao mà có thể đạt được một cái chế độ điều trị hợp lý nhất, vừa kiểm soát tốt đường huyết mà lại an toàn cho bệnh nhân, thì thực sự là một cái bài toán rất là khó với tất cả bác sĩ lâm sàng. Và đầu tay của chúng ta đó là nhóm thuốc metformin, một nhóm thuốc làm tăng nhạy cảm insulin. Đây là một nhóm thuốc điều trị rất là lâu đời, đã có tiền sử được sử dụng được khoảng trên 70 năm với hiệu quả hạ đường huyết rất là tốt, nguy cơ hạ đường huyết thấp. Và đặc biệt là trung tính với cân nặng, và được nghiên cứu nhiều trong các nghiên cứu lớn, và cũng có tác dụng bảo vệ tim mạch. Một cái rất là ưu điểm rất là tốt nữa là giá thành rất là thấp và có thể kết hợp với tất cả các cái nhóm thuốc điều trị đái tháo đường khác. Tuy nhiên với cái nhóm thuốc này cũng có hạn chế, đó là cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa như là đầy hơi, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Và một cái nữa đó là giảm hấp thu vitamin B12 có thể sẽ làm nặng thêm các biến chứng thần kinh bệnh nhân đái tháo đường đã có. Mà các lưu ý khi sử dụng thì chúng ta cần phải uống đủ nước, và đặc biệt là không được uống rượu. Khi đang trong quá trình sử dụng, nếu như mà chúng ta phải thực hiện các thăm dò có sử dụng thuốc cảm quan thì cần báo với bác sĩ để chúng ta phải dừng thuốc trước khi chụp 48 giờ và cần liên lạc ngay với các bác sĩ khi mà có biểu hiện như là mất nước nhiều, nôn, tiêu chảy hay là thiếu oxy, đau bụng và chuột rút. Cái nhóm thuốc kinh điển thứ hai đó là cái nhóm thuốc kích thích tụy tiết insulin, hay còn là nhóm sulfonylurea. Nhóm thuốc này thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào là các cái thuốc thiết yếu để điều trị cho người bệnh. Và ưu điểm là có cái thuốc này có khả năng hạ đường huyết rất là tốt,
cũng đã được nghiên cứu trong rất nhiều nghiên cứu lớn và giá thành cũng thấp phù hợp với người bệnh. Tuy nhiên, cái nhóm thuốc này thì do cái cơ chế là kích thích tụy cái insulin nên là có cái tỷ lệ hạ đường huyết cũng khá là nhiều và cũng gây tăng cân. Và một điều nữa là có cái sự thất bại theo thời gian điều trị. Sau một thời gian điều trị thì bản thân cái tụy của chúng ta kém hơn nên cái hiệu quả của thuốc càng ngày cũng sẽ càng kém hơn theo thời gian. À, khi sử dụng cái thuốc này thì các bệnh nhân nhớ lưu ý là chúng ta phải luôn ăn sau khi uống thuốc khoảng 20 đến 30 phút và đặc biệt là thận trọng khi mà chúng ta có các bệnh lý nhiễm nấm mà dùng các cái thuốc chống nấm. Một cái nhóm thuốc thứ ba đó là nhóm thuốc ức chế men DPA4. Thì đây là một cái nhóm thuốc cũng mới khoảng 10 năm nay và có hiệu quả hạ đường huyết tốt và cũng ít cái tác dụng phụ. Nguy cơ hạ đường huyết thì rất là thấp, trung bình với cân nặng và cũng đã được chứng minh an toàn với tim mạch. Trừ cái nhóm sesagliptin là có làm tăng cái tỷ lệ nhập viện do suy tim. Và cái thuốc này thì cũng có thể sử dụng được cả ở bệnh nhân đối tượng đã bị suy thận hay lọc máu. Cái tác dụng phụ thì cũng ít gặp và thường là chú ý trên đường tiêu hóa như là đầy bụng buồn nôn và một cái tỷ lệ rất là nhỏ có viêm tụy cấp. Và một nhóm thuốc rất là mới gần đây đó là cái nhóm thuốc ức chế SGLT2. Nhóm thuốc này thì hiện nay thì đã mở ra rất là nhiều hy vọng cho không chỉ các bác sĩ nội tiết mà cả bác sĩ tim mạch với ưu điểm hạ đường huyết rất là tốt và cái nguy cơ hạ đường huyết thì rất là thấp. Và ngoài cái tác dụng điều trị đái tháo đường thì thuốc này còn có tác dụng là giảm cân, giảm huyết áp và cũng đã được chứng minh cái tác dụng bảo vệ thận, bảo vệ tim mạch trong các nghiên cứu lớn gần đây. Tuy nhiên vì cái thuốc này làm tăng thải đường qua đường tiểu nên là cũng có cái tác dụng phụ là tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc nhiễm sinh dục cho người bệnh. Vì vậy nên khi sử dụng các cái nhóm thuốc này thì các bệnh nhân lưu ý chúng ta cần phải uống đủ nước, vệ sinh sạch sẽ và phải liên lạc với bác sĩ khi chúng ta có một số cái biểu hiện của nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm đường sinh dục như là tiểu buốt, nóng rát hoặc là ngứa cái bộ phận sinh dục. Và một cái nhóm thuốc thì cũng khá là lâu rồi nhưng hiện nay thì cũng ít được sử dụng, đó là cái nhóm ức chế men alpha glucosida. Thì cái nhóm thuốc này có cái hiệu quả giảm HB1C vừa phải, nguy cơ hạ đường huyết thấp và cũng trung tình với cân nặng. Tuy nhiên thì cũng có cái tác dụng phụ là gây đầy hơi và đau bụng. Và một cái nhóm thuốc kinh điển với hiệu quả hạ đường huyết mạnh nhất đó chính là insulin. Insulin thì hiệu quả hạ đường huyết rất là cao, giá thành thì trung bình. Một số loại insulin mới thì cũng có giá thành khá là cao. Tuy nhiên thì cái tác dụng phụ thì cũng rất là nhiều và cái tác dụng phụ chúng ta sợ nhất đó là hạ đường huyết. Ngoài ra còn có thể gây tăng cân. Một số cái tác dụng phụ tại chỗ như là loạn dưỡng mỡ hoặc là dị ứng và nhiễm khuẩn. Để hạn chế những cái tác dụng phụ này thì chúng ta cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và dùng đúng liều lượng theo chỉ định. Cái kỹ thuật tiêm chúng ta phải cố gắng tiêm đúng kỹ thuật, phải luân chuyển vị trí tiêm và cái kim tiêm của chúng ta phải được thay theo đúng chỉ định. Và không được bỏ bữa và bệnh nhân cũng cần tự theo dõi đường huyết bằng máy đo đường huyết tại nhà cũng như nhận biết các cái triệu chứng của hạ đường huyết để tự xử trí. Vâng, như hiện nay thì với cái tác động của dịch Covid thì với bệnh nhân đái tháo đường thì cái dịch Covid này nó làm nặng hơn, trầm trọng hơn và đặc biệt là cũng làm cho bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta thì cũng sẽ khó kiểm soát đường huyết hơn. Vậy thì những cái yếu tố nào mà dẫn tới kiểm soát đường huyết kém của bệnh nhân đái đường trong mùa dịch? Đó là trong mùa dịch thì chúng ta phải hạn chế đi lại, phải cách ly xã hội, do đó nên bệnh nhân có ít cái khả năng để tập thể dục hơn, ít đến gặp bác sĩ nên ít cũng được theo dõi hơn và cái chế độ ăn uống thì có thể sẽ không được như trước. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát đường huyết hiệu quả trong mùa dịch? Thì có ba cái nguyên tắc rất là cơ bản là chúng ta cần phải tuân thủ đúng với cái thuốc chế độ điều trị của bác sĩ, cần phải kiểm tra đường huyết thường xuyên, ăn uống lành mạnh và có một cái chế độ sinh hoạt điều độ. Chúng ta có thể nên ăn uống đầy đủ tại nhà, tuyệt đối không nên bỏ bữa và cố gắng là đảm bảo có đầy đủ thức ăn với các nhóm thức ăn phong phú. Và nếu như không thể ra ngoài được trong mùa dịch thì chúng ta có thể tự tập những bài tập thể dục tại nhà rất là đơn giản, ví dụ như là leo cầu thang, có thể tập thể dục tại chỗ hoặc là tập các bài tập trên mạng. Đấy là những cái biện pháp tập luyện cũng rất là đơn giản và không cần chúng ta phải ra ngoài. Cái chế độ ăn uống thì chúng ta thì nên đầy đủ và vẫn phải duy trì chế độ ăn kiêng như trong giai đoạn trước đó, tránh thay đổi theo những cái chế độ ăn mà theo cái chỉ dẫn mà không có căn cứ và đảm bảo phải uống đủ nước khoảng tối thiểu là 1 đến 1 lít rưỡi một ngày và hạn chế những cái thức uống có cồn. Về chế độ sinh hoạt thì chúng ta vẫn cần phải duy trì một cái chế độ tập luyện thể dục ít nhất là 150 phút một tuần hoặc khoảng 30 phút một ngày và chế độ này phải liên tiếp, không được bỏ 2 ngày liên tiếp. Và kết hợp nhiều cái bài tập khác nhau từ nhẹ đến trung bình và những cái bài tập
nặng một chút thì nó sẽ giúp chúng ta cải thiện đường huyết tốt hơn và cũng giảm cái đề kháng insulin tốt hơn. Và bệnh nhân cũng cần đảm bảo ngủ đủ giấc 6 đến 8 tiếng một ngày để tuân theo nhịp sinh học của cơ thể, tránh thức khuya. Và những cái biện pháp chung để với khuyến cáo chung thì chúng ta cũng nên tránh tụ tập nơi đông người, giữ vệ sinh và không nên hút thuốc lá và uống rượu. Về việc tuân thủ điều trị thì các bạn nên tiếp tục dùng những cái đơn thuốc trước đó của bác sĩ, không được tự ý dừng thuốc, bỏ thuốc hoặc là chuyển sang những cái loại thuốc khác mà chưa có chỉ định của bác sĩ. Thường xuyên theo dõi các cái đường huyết ở nhà, đảm bảo chỉ số đường huyết của chúng ta khoảng 4, lúc đói khoảng 4,4 đến 7,2 và sau 2 tiếng là đảm bảo dưới 10. Nếu như đường huyết của chúng ta dao động nhiều hơn, ví dụ thường xuyên trên 10 hoặc là dưới 4 thì chúng ta cần theo dõi nhiều hơn và liên lạc với bác sĩ. Khi cần chúng ta cần đến bệnh viện khi nào, khi các bạn có những cái biểu hiện dao động đường huyết nhiều, hạ đường huyết hoặc là có những cái triệu chứng như là đau ngực, khó thở, nhiễm trùng chân thì chúng ta cần liên lạc ngay bác sĩ và đến bệnh viện. Vậy thì cái cách xử trí khi hạ đường huyết tại nhà là như thế nào? Hạ đường huyết thì là một cái biến chứng mà rất là thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường và là cái biến chứng mà bác sĩ cũng sợ nhất. Thì cái biểu hiện có thể là bệnh nhân sẽ cảm thấy đói, run chân tay, vã mồ hôi và nặng hơn thì có thể là ảnh hưởng đến ý thức. Thì ngay tại nhà các bạn lúc nào cũng chúng ta cũng phải đề phòng sẵn, lúc nào có đường trong nhà và xử lý rất là đơn giản. Có thể lúc đó chúng ta sẽ, nếu bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể đang uống được, chúng ta sẽ pha ngay khoảng 2 đến 3 thìa đường với một cốc nước cho bệnh nhân uống, hoặc là có thể 2 đến 3 thìa mật ong, hoặc là nếu chúng ta đang có sẵn những cái đồ nước ngọt hoặc sữa trong nhà thì có thể uống khoảng 180 đến 200 ml sữa, hoặc là đơn giản hơn là một cái thìa đồ uống khô như là cái nho khô, hoa quả khô có sẵn thì chúng ta cũng có thể sử dụng ạ. Vâng, trên đây là một số cái chia sẻ của tôi, một số nhóm thuốc, một số lưu ý cho bệnh nhân trong mùa dịch. Bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ tiếp tục cho chương trình. Vâng, thay mặt quý khán giả, Kim xin gửi lời cảm ơn bài chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Vũ Thủy Thanh. Tiếp theo, ban tổ chức rất mong muốn lắng nghe những thắc mắc, những vấn đề gặp phải của quý khán giả cần tư vấn liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, sử dụng thuốc trong điều trị bệnh đái tháo đường. Xin kính mời quý khán giả. Vâng ạ, ban tổ chức nhận được một câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi là chỉ số đường huyết đo được ở nhà và ở viện của tôi rất khác nhau, có phải do lỗi sai nào trong việc đo đường huyết không? Khi nào tôi nên tự đo đường huyết ở nhà? Đo đường huyết ở nhà có an toàn và chính xác không? Xin được chuyển câu hỏi đến các vị chuyên gia. Vâng, xin phép tôi sẽ được trả lời câu hỏi đầu tiên. Thì thưa các bạn, đo đường huyết là một cái yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các bệnh nhân đái tháo đường. Bởi vì là cái cảm giác của chúng ta thì nó không liên quan đến với lại cái nồng độ đường huyết. Hay nói cách khác là muốn biết kiểm soát đường huyết tốt hay không, chúng ta bắt buộc phải dựa vào đường huyết. Mà đường huyết trong một ngày chúng ta nó sẽ dao động liên tục. Mà tôi vẫn lấy một cái ví dụ giống như là bệnh nhân đi ngoài đường vậy, không bao giờ chúng ta đi cùng với tốc độ khác nhau. Và như vậy chúng ta đo càng nhiều lần thì chúng ta càng có được cái nhìn tốt nhất về cái đáp ứng của đường huyết đối với lại một cái bữa ăn hay là một cái bài tập thể dục hay là một cái loại thuốc nào đó mà chúng ta dùng. Và Hội Nội tiết đái đường Việt Nam cũng như là Hội Nội tiết đái đường Hoa Kỳ lấy yêu cầu là tất cả các bệnh nhân đái tháo đường thì cần được theo dõi đường huyết thường xuyên, nhất là những bệnh nhân mà mới được chẩn đoán đái tháo đường hoặc là mới thay đổi chế độ điều trị đái tháo đường thì đều cần phải được đo đường huyết từ 2 cho đến 4 lần một ngày, bao gồm có cả trước và sau ăn. Ngoài ra thì những lúc mà chúng ta thấy mệt, thấy đói thì chúng ta sẽ phải đo thêm. Còn ngay cả đối với những bệnh nhân đái tháo đường mà đường huyết đã được kiểm soát tương đối tốt rồi thì vẫn được khuyến cáo là phải thử đường huyết ít nhất là 2 lần trong một ngày. Bây giờ câu hỏi của bạn là cái chúng ta đo đường huyết ở nhà và ở viện là có thể khác nhau, thì cái điều đó cũng không phải là cái gì nó là ngạc nhiên, có rất là nhiều các lý do giải thích. Cái lý do đầu tiên thì thưa các bạn đều biết là giữa các cái phương pháp đo đường huyết khác nhau của các cái máy khác nhau, hoặc là giữa cái việc là chúng ta đo đường huyết mao mạch đầu ngón tay với lại đường huyết tĩnh mạch, thì theo tiêu chuẩn ISO 9001 nó cho phép là chênh nhau có thể từ 5 cho đến 8% vẫn có thể được. Hay nói cách khác là nếu chúng ta có lấy cùng một cái mẫu máu, chúng ta thử cùng một máy ở hai lần liền nhau, nó vẫn có thể cho một cái sai số cho phép. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là nếu như là bạn đo được máu ở nhà, sau đó một lúc
sau tức là 15-2 phút, thậm chí là có thể 1 tiếng sau bạn vào viện, mặc dù là bạn vẫn nhịn ăn nhưng cái đường máu nó đã thay đổi rồi và nó cho kết quả là khác nhau. Có một cái điều là rất nhiều các bệnh nhân thắc mắc là tại sao là đường huyết của tôi lúc buổi sáng tôi đo là một cái số ví dụ là 60 mmol trên lít, nhưng mà 2 tiếng sau hoặc 3 tiếng sau tôi nhịn ăn tôi đo thì đường máu nó không thấp mà nó lại vẫn tăng lên. Và các bạn sẽ rất là ngạc nhiên là theo lẽ ra là nếu tôi càng nhịn ăn thì đường huyết nó càng phải thấp. Thì thưa các bạn, là khi chúng ta không ăn, khi chúng ta nhịn đói thì cơ thể nó vẫn cần một cái lượng đường gluco nhất định. Và cái lượng đường đó đến từ đâu? Đó là nó lấy từ cái kho dự trữ là từ gan, nó thủy phân glycogen để nó tạo thành gluco để cung cấp cho cơ thể. Ở một cái người bình thường không bị đái tháo đường, cái quá trình mà nó lấy đường từ gan để sản xuất ra gluco cung cấp cho cơ thể, nó được điều hòa và được phân phối chỉ huy bởi một cái hormone trong cơ thể, đấy là insulin. Và ở những bệnh nhân đái tháo đường thì do insulin bị thiếu hoặc là nó bị đề kháng, tức là bị giảm tác dụng, cho nên là khi mà đói thì cơ thể nó lại sản xuất ra quá nhiều gluco, trên mặc dù là chúng ta nhịn ăn hoặc là chúng ta càng nhịn ăn thì đường huyết nó có thể không giảm và thậm chí nó lại vẫn là tăng lên. Và vì vậy kết luận của câu hỏi này, câu trả lời cho cái câu hỏi của các bạn là cái việc đo đường máu nó có thể khác biệt một chút, đấy là chuyện hoàn toàn bình thường có thể. Và không vì lý do đó mà chúng ta cho rằng, rất nhiều người cho rằng là cái đường huyết đo bằng máy mao mạch nó là không chính xác và các bạn không sử dụng cái phương pháp này ở nhà để theo dõi đường huyết thì cái đó là cái sai. Chúng ta vẫn phải theo dõi đường huyết ở nhà và tùy là cái mức độ kiểm soát đường huyết thì chúng ta, bác sĩ sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải thử với cái tần suất là có thể 2-3 ngày chúng ta thử một lần hoặc một ngày chúng ta có thể phải thử 2-3 lần. Vâng ạ, thay mặt quý khán giả xin trân trọng cảm ơn những lời giải đáp thắc mắc của chuyên gia tiến sĩ Nguyễn Quang Bạch. Câu hỏi tiếp theo ban tổ chức nhận được như sau. Chào bác sĩ, tôi năm nay 26 tuổi và đang mang thai tháng thứ 7. Tôi được chẩn đoán mắc đái tháo đường thai kỳ, nhưng trong quá trình mang thai tôi ăn uống rất điều độ, không dung nạp quá nhiều thuốc hay chất bổ dưỡng. Bác sĩ có thể giải thích cho tôi nguyên nhân gây tăng đường máu ở phụ nữ mang thai không ạ? Xin được chính quyền kính chuyển câu hỏi đến các chuyên gia. Vâng. Bạn ở tháng thứ 7, tức là tôi đoán bạn đang ở khoảng độ tuần thai thứ 28 cho đến 30. Và cái điều này thì cũng rất là phù hợp, là đa số các bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ là sẽ được chẩn đoán ở tuần thai khoảng độ từ tuần 24 đến tuần thứ 28. Câu hỏi của rất nhiều người thắc mắc là tại sao tôi lại bị đái tháo đường thai kỳ, tức là đái tháo đường được phát hiện lần đầu tiên trong khi mang thai đấy, chứ bởi chúng ta không tính đến là có những người bị đái tháo đường trong khi mang thai nhưng người ta có thể được phát hiện từ trước. Đấy thì cái câu trả lời là chúng ta đều biết là cái cơ chế bệnh sinh mà gây ra đái thai kỳ thực chất thì nó cũng giống như tất cả các bệnh nhân đái tháo đường khác, cũng liên quan đến cái hoạt động của insulin, tức là hoặc là thiếu insulin giống như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 hoặc là đề kháng insulin giống như là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Tuy nhiên thì ở phụ nữ có thai thì nó có một cái đặc biệt là cái nhu cầu về insulin của bệnh nhân sẽ tăng cao hơn. Người ta ước tính là khi ở cái tuần thai khoảng độ 24 ấy, thì cái nhu cầu về insulin của cái người phụ nữ có thai nó cao gấp rưỡi, tức là phải tăng thêm 50% so với cái người mà không có thai, nó đòi hỏi cái lượng insulin nhiều hơn. Ngoài ra thì người ta thấy là do nhau thai hoặc là do quá trình có thai nó làm tăng tiết một số các hormone để nuôi dưỡng thai, ví dụ như là estrogen hoặc là có thể tăng tiết cortisol, và đặc biệt là nhau thai nó tiết ra một cái chất gọi là lactogen, người ta gọi là HPL đấy, tức là lactogen của nhau thai. Thì tất cả những cái hormone này là những cái nó gây ra cái ảnh hưởng là làm nặng thêm cái tình trạng đề kháng insulin có thể vốn đã có ở bệnh nhân đái tháo, ở cái người phụ nữ mang thai đó rồi từ trước rồi, nhưng mà lúc mà không có thai nó không bộc lộ ra, nhưng bây giờ thì những cái hormone này nó làm nặng thêm cái tình trạng đề kháng insulin và kết quả là cái người phụ nữ đó sẽ bị mắc đái tháo đường thai kỳ. Chỗ này thì tôi muốn lưu ý thêm các bạn một chút là cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái đường thai kỳ nó thấp hơn rất nhiều so với người bình thường. Ví dụ như là chẩn đoán đái đường thai kỳ là lúc đói là chỉ có trên 5,1 chúng ta đã chẩn đoán đái đường thai kỳ rồi, trong khi đó ở người bình thường là phải trên 7, hoặc khi chúng ta làm biện pháp dung nạp gluco ở người bình thường phải sau 2 giờ là phải trên 11 chúng ta mới chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, nhưng ở phụ nữ có thai thì chỉ từ 8,5 trở lên là chúng ta đã chẩn đoán đái đường thai kỳ rồi, cho nên các bạn sẽ phải rất là lưu ý. Và những người mà bị đái đường thai kỳ
thì các bạn lưu ý là sau khi đẻ thì đa phần trên 95% là sẽ hết đái tháo đường thai kỳ, nhưng mà về sau hết đái tháo đường nhưng mà về sau nguy cơ bị đái tháo đường sẽ rất là cao, cao hơn so với những người không bị đái tháo đường thai kỳ. Nên các bạn cần phải theo dõi lâu dài suốt đời, và sau khi đẻ từ 4 đến 12 tuần thì các bạn phải quay lại các bệnh viện để làm nghiệm pháp để xem là cái tình trạng đái tháo đường của mình nó còn tồn tại hay không, để chúng ta có cái biện pháp điều trị. Như vậy thì kết luận câu hỏi này là bạn bị đái tháo đường thai kỳ, đấy là chứng tỏ bạn đã có những yếu tố nguy cơ đái tháo đường thai kỳ rồi, và cái chế độ ăn chỉ là một phần thôi. Bạn kiểm soát rất tốt thì cái nguy cơ là bạn có những yếu tố mà nó dễ bị đái tháo đường, và cái thai nó sẽ làm nặng thêm cái yếu tố nguy cơ đó và nó gây ra xuất hiện cái đái tháo đường ở phụ nữ có thai. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy. Thưa quý vị khán giả, thì đái tháo đường là bệnh nhân mắc đái tháo đường sẽ phải theo dõi rất nhiều, và ở trên người bệnh mang thai tháng thứ 7 thì càng phải theo dõi, và mong bạn sẽ thường xuyên xin tư vấn ở phía bác sĩ trong quá trình mang thai của mình. Câu hỏi tiếp theo ban tổ chức nhận được: tôi bị bệnh đái tháo đường tiếp 2, tôi có được dùng thuốc tránh thai không? Câu hỏi này có lẽ xin kính chuyển đến chuyên gia thạc sĩ Vũ Thùy Thanh ạ. Xin kính mời ạ. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi ạ. Với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có được dùng thuốc tránh thai không? Thì như chúng ta đã biết là cái thuốc tránh thai ấy, nó có cái tác dụng phụ là nó tăng cái nguy cơ huyết khối ở bệnh nhân. Và thứ hai là với những bệnh nhân mà có cái triglyceride tăng thì thuốc tránh thai cũng làm tăng cái nguy cơ viêm tụy cấp. Và một nghiên cứu cho thấy là thuốc tránh thai cũng làm gia tăng cái huyết áp của người bệnh. Và thực tế lâm sàng thì tôi cũng đã gặp một số bệnh nhân là sau khi sử dụng thuốc tránh thai thì cũng đã bị tăng huyết áp. Do đó nên là với những bệnh đái tháo đường của chúng ta, mà ví dụ những bệnh nhân đái tháo đường trẻ tuổi mới mắc, chúng ta không có cái bệnh lý mắc kèm như là tăng huyết áp hay là rối loạn lipid máu, đặc biệt là tăng triglyceride, hoặc là chưa có những cái biến chứng về mạch máu, thì chúng ta có thể sử dụng được cái thuốc tránh thai. Tuy nhiên với những bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 mà chúng ta đã mắc bệnh nhiều năm rồi, hoặc là chúng ta kèm các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, tăng triglyceride máu, hoặc đã có các cái bệnh lý tim mạch, thì thực sự là không nên sử dụng cái nhóm thuốc tránh thai, mà chúng ta nên sử dụng một cái biện pháp tránh thai khác để an toàn hơn cho người bệnh. Xin được cảm ơn lời tư vấn từ chuyên gia Vũ Thùy Thanh. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được trực tiếp ở trên fanpage Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo Tuyến của một bạn hỏi, bạn Phạm Quang Nam. Bạn Phạm Quang Nam có hỏi: cho em hỏi thuốc SGLT2 dùng thời gian nào trong ngày là tốt nhất ạ? Xin kính chuyển đến vị chuyên gia. Vâng, bạn hỏi về cái nhóm thuốc ức chế SGLT2, tức là cái nhóm thuốc ức chế cái kênh đồng vận chuyển glucose và natri. Cái nhóm thuốc này sẽ làm tăng cơ chế hạ đường huyết, làm tăng thải đường qua nước tiểu. Và khi mà tăng thải đường qua nước tiểu thì cũng sẽ kéo theo cả natri, tức là muối. Do đó nên là thuốc cũng có cái tác dụng lợi tiểu nhẹ một chút. Chính vì vậy mà chúng ta nên sử dụng thuốc vào buổi sáng. Thì để nếu như mà chúng ta uống vào buổi chiều hay buổi tối thì nó có tác dụng lợi tiểu, sẽ gây cho người bệnh phải đi tiểu rất là nhiều lần, có thể nhiều lần trong cái buổi tối, thì sẽ làm cho người bệnh mất ngủ và ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người bệnh. Do đó thông thường về cái nhóm thuốc này thì chúng tôi sẽ chỉ định vào buổi sáng và nên uống sau bữa ăn ạ. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Thùy Thanh. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được là từ Nick Trường Sinh Hạ Mây. Cho em hỏi khi nào thì dùng insulin để điều trị đái tháo đường, cách dùng và theo dõi như thế nào ạ? Vâng, câu hỏi của bạn, không biết là bạn là bệnh nhân hay là nhân viên y tế, đó là một câu hỏi khá là phức tạp. Quá dở ơi. Chúng ta đều biết, thì để trả lời câu hỏi này thì tôi muốn trao đổi thêm một chút. Các bạn đều biết là trong cơ thể chúng ta có rất là nhiều các cái nội tiết tố để làm tăng đường huyết lên, nhưng mà insulin thì là cái nội tiết tố duy nhất làm giảm đường huyết. Vì vậy khi mà một cái người mà bị thiếu insulin, thường gặp ví dụ như bệnh nhân đái đường tiếp 1, hoặc là insulin nó bị cản trở tác dụng mà chúng tôi vẫn coi là bị đề kháng insulin đó, ở bệnh nhân đái đường tiếp 2 ấy, đến một mức độ nào đó nó sẽ làm xuất hiện đái đường. Và chúng ta thông thường thì các bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta sẽ đầu tiên, đại đa số các bệnh nhân trừ những bệnh nhân đường huyết quá cao, thì chúng tôi sẽ dùng các thuốc uống. Thế và một số bệnh nhân đái tháo đường nếu là tiếp 1 thì tất cả các bệnh nhân đái đường tiếp 1 thì đương nhiên bắt buộc là phải dùng insulin rồi. Các bệnh nhân mà như tôi vừa đề cập đến là những người mà đái tháo đường thai kỳ, tức là đái đường của phụ nữ có thai ấy, cũng bắt buộc phải dùng insulin. Một cái nhóm thứ ba đấy là chúng tôi gặp là những cái bệnh nhân đái tháo đường mà hay gặp ở những người uống rượu, sau đó có xơ gan và có viêm tụy mãn ấy, thì cũng bắt buộc phải dùng insulin.
Thế còn đối với các bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì thông thường là sẽ phải dùng insulin trong mấy trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, đó là khi cái người bệnh đái đường type 2 đã dùng có thể 2 hoặc 3 thậm chí 4 loại thuốc uống đái tháo đường mà không kiểm soát được đường huyết, lúc đó chúng ta bắt buộc là phải dùng cái vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có, đấy là insulin. Đấy là chỉ định thứ nhất của bệnh nhân đái đường type 2. Chỉ định thứ hai, đấy là bệnh nhân đái đường type 2 bị các cái biến chứng hoặc là các bệnh lý đi kèm là chống chỉ định của dùng thuốc uống. Ví dụ bệnh nhân có xơ gan hoặc là có suy thận chẳng hạn, thì bắt buộc là chúng ta không được phép không dùng được thuốc uống nào hết, chúng ta bắt buộc là phải dùng insulin. Cái trường hợp thứ ba, đấy là khi mà một cái bệnh nhân đái đường type 2 mà nhập viện, người ta có những cái biến chứng hoặc là có cái bệnh đi kèm theo, ví dụ như bệnh nhân đang bị nhồi máu cơ tim hoặc bệnh nhân bị viêm phổi chẳng hạn, thì chúng ta cần phải kiểm soát đường huyết rất nhanh để từ cái việc kiểm nhờ cái việc kiểm soát đường huyết nhanh đó, chúng ta có thể điều trị thành công các bệnh lý đi kèm, ví dụ như nhồi máu cơ tim hay là viêm phổi. Thì những trường hợp đó là chúng ta sẽ phải dùng insulin, nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Và một trường hợp thứ tư, đấy là những trường hợp mà bệnh nhân vào viện cần phải chuẩn bị mổ cấp cứu chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ phải mổ mà người ta phải nhịn ăn, phải gây mê chẳng hạn, thì bắt buộc là chúng ta cũng cần phải điều trị bằng insulin để kiểm soát đường huyết tốt. Và lưu ý các bạn là chúng ta kiểm soát đường huyết càng tốt trong thời gian mà ít nhất là từ 1 tuần hoặc 10 ngày trở ra, thì là cái kết quả điều trị các cái bệnh lý đi kèm theo hoặc là các biến chứng của đái tháo đường nó sẽ tốt hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Câu hỏi tiếp theo tôi nhận được là từ Nick Thái Quách Hữu. Các bác sĩ cho hỏi lượng anh Julin sử dụng tối đa một ngày là bao nhiêu ạ? Xin phép được chuyển đến các chuyên gia. Vâng, có lẽ tôi trả lời luôn vì nó ngăn câu hỏi insulin. Thì các bạn đều biết là insulin thì không có liều tối đa. Chúng ta có thể dùng, có người dùng 5-10 đơn vị, nhưng có bệnh nhân dùng đến 100 hoặc thậm chí hơn 100 đơn vị. Những bệnh nhân cấp cứu mà đường huyết người ta quá cao chẳng hạn, vào viện chúng tôi có thể dùng đến 200 đơn vị một ngày, nên không có liều tối đa, không có liều tối đa. Tuy nhiên thì thông thường là cái nhu cầu insulin của các bệnh nhân thì nó phụ thuộc vào cân nặng của bệnh nhân. Ngay cả đối với bệnh nhân đái đường type 1 ý, thì cái liều thông thường cũng chỉ đến 1 đơn vị trên 1 gram cân nặng. Tức là một người ví dụ 60 cân chẳng hạn, cái liều tối đa của người ta dùng hàng ngày thông thường cũng chỉ vào đến 60 đơn vị hoặc ít hơn thôi. Thế còn cái liều insulin mà tự nhiên chúng ta lại thấy nó cao hơn rất là nhiều cái mức đó mới kiểm soát được đường huyết, thì thông thường chúng ta phải đi tìm có nguyên nhân nào đó mà nó làm ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị hay không. Ví dụ như là bệnh nhân người ta tiêm sai, hoặc là các bác sĩ cho tiêm sai kỹ thuật chẳng hạn, hoặc chúng ta dùng cái insulin mà nó lại không được bảo quản tốt, hay là bệnh nhân người ta đang có một cái bệnh lý thì tiềm tàng kèm theo, ví dụ đang có nhiễm trùng ở đâu chẳng hạn. Đấy là những cái lý do mà chúng ta sẽ phải đi tìm. Thì đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Tôi nhận được thêm một câu hỏi từ bạn Giang Hoàng Đinh. Bạn có hỏi là metformin và bệnh nhân suy gan thận sử dụng có lưu ý gì không ạ? Là sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy gan thận, xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này ạ. Về metformin thì hiện tại theo chỉ định là nếu như bệnh nhân của chúng ta mà có cái mức lọc cầu thận dưới 45 ml/phút mà trước đó bệnh nhân chưa được sử dụng metformin thì khi mà chỉ định thì chúng ta cũng cân nhắc. Tuy nhiên cái chống chỉ định tuyệt đối thì vẫn là cái mức lọc cầu thận dưới 30 ml/phút. Đó, ví dụ như với những cái bệnh nhân mà chúng ta đang sử dụng metformin mà mức lọc cầu thận trên 30 ml/phút thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Còn nếu như bệnh nhân mà chỉ định đầu tiên mức lọc cầu thận mà đã giảm xuống dưới 30 ml/phút thì sẽ là chống chỉ định tuyệt đối. Còn với bệnh nhân mà mức lọc cầu thận vẫn là dưới 45 thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc giữa cái lợi ích và cái nguy cơ tùy từng trường hợp để sử dụng. Còn đối với những bệnh nhân mà có suy gan hay là có tăng men gan thì cái tăng men gan cũng chính là một cái biến chứng thường gặp trong cái điều trị sử dụng metformin. Thì thông thường ở trên thực tế lâm sàng trước một cái bệnh nhân mà tăng men gan thì chúng ta phải tìm rất là nhiều các nguyên nhân. Đôi khi là ví dụ bệnh nhân đang sử dụng metformin tăng men gan nhưng mà cũng chưa chắc đã phải là do metformin, mà có thể là do một cái bệnh lý gan trước đó của bệnh nhân chúng ta không biết. Hoặc là rất thường gặp hơn ở Việt Nam đó là bệnh nhân của chúng ta rất hay sử dụng các cái thuốc nam, thuốc bắc hoặc là thực phẩm chức năng hoặc là sử dụng rượu, thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà có thể dẫn tới tăng men gan. Tuy nhiên vì cái lý do nào thì khi mà cái men gan tăng mà trên 2,5 lần giới hạn cao của bình thường thì chúng ta cũng phải dừng, không được sử dụng cái metformin, mà sẽ cân nhắc sử dụng sang một cái nhóm thuốc khác an toàn hơn là insulin. Vâng, xin cảm ơn những lời giải đáp của chuyên gia Vũ Thủy Thanh. Câu hỏi tiếp theo tôi xin được phép đọc luôn ạ. Tôi được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào thuốc.
liệu mức HbA1c như thế nào thì tôi không cần dùng thuốc nữa. Nếu tập thể dục kết hợp ăn uống điều độ thì có cải thiện được đường máu hiệu quả không? Xin được phép chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, xin phép tôi được trả lời câu hỏi này, và tôi cũng đoán luôn đây là có thể một câu hỏi của một bạn bệnh nhân trẻ tuổi. Bởi vì thực tế thì tôi đã gặp một vài bệnh nhân trẻ tuổi trong tình trạng là chúng ta gần như là kháng cự với chuyện điều trị, kiên quyết chúng ta không điều trị, thậm chí là phủ nhận cái chuyện là tôi có đái tháo đường, mặc dù tiêu chuẩn chuẩn đái đường rất là rõ rồi, cố gắng để ăn uống rồi thì tập luyện để giữ gìn và cố gắng là không dùng thuốc. Thì cái quan điểm đó nó đúng cách đây khoảng độ 15 năm, còn 15 năm trở lại đây thì quan điểm đó không đúng nữa. Và tất cả các khuyến cáo điều trị bây giờ mà chúng tôi được học và người ta được công bố hàng năm cũng như chúng tôi truyền đạt đến các bệnh nhân, đó là tất cả các bệnh nhân đái tháo đường type 1 hay type 2 thì ngay khi được chẩn đoán đái đường là phải dùng thuốc rồi. Lý do là vì tại sao? Mặc dù là chế độ ăn uống, tập luyện vẫn cực kỳ quan trọng và là một phần không thể thiếu được. Nhưng mà muốn điều trị thành công bệnh nhân đái đường, chúng ta cần phải có một kiềng ba chân. Đó là thứ nhất là chế độ ăn uống, thứ hai là chế độ luyện tập và thứ ba là phải dùng thuốc. Chúng ta không thể bớt đi một cái chân nào trong cái kiềng ba chân đấy cả. Lý do là vì tại sao? Vì các bạn đều biết là các bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là các bệnh nhân đái tháo đường type 2, tức là cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường mà chiếm chủ yếu, chiếm trên 90% tổng số bệnh nhân đái đường ấy, thì người ta ước tính là, và các nghiên cứu cho thấy là từ 60 đến 80% các bệnh nhân đái tháo đường type 2 sẽ có biến chứng tim mạch, và 60 đến 80% các bệnh nhân đái tháo đường type 2 sẽ chết do biến chứng tim mạch chứ không phải vì tăng đường huyết. Và vì vậy cái mục tiêu điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân đái đường là không chỉ chúng ta kiểm soát đường huyết mà chúng ta còn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm, và chúng ta phải làm giảm tử vong. Người ta nói là điều trị bệnh nhân đái tháo đường không chỉ làm giảm đường huyết mà còn phải làm giảm tử vong, và phải coi làm giảm tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường đấy là một cái mục tiêu chính. Và muốn đạt được cái mục tiêu làm giảm tử vong đó, chúng ta phải trông chờ vào thuốc, chứ còn chế độ ăn và chế độ tập luyện không giúp chúng ta đạt cái mục tiêu đấy. Và tất cả các khuyến cáo các bạn đều lưu ý là, và các cái lựa chọn đầu tay mà chúng tôi thường kê cho các bệnh nhân đái tháo đường bây giờ chính là sử dụng các thuốc đã được chứng minh là nó làm giảm biến cố tim mạch và làm giảm biến cố về thận, rồi có thể làm giảm cả về suy tim như trong cái phần trình bày của thạc sĩ Thanh có đề cập. Ví dụ có hai cái nhóm hiện tại mà người ta thường khuyến cáo sử dụng đầu tay và chúng ta nên sử dụng luôn, đấy là metformin và nhóm thuốc ức chế tái thu đường ở thận, tức là ức chế SGLT2, bởi vì những thuốc đó đã được chứng minh là nó giúp cho chúng ta để phòng ngừa hoặc là bảo vệ tim mạch thận của các bệnh nhân. Trên là chế độ ăn, kết luận là chế độ ăn uống tập luyện vẫn cần và rất cần, nhưng thuốc thì phải dùng ngay và chúng ta không được phép là trì hoãn cái thời gian điều trị. Bạn càng trì hoãn thì cái cơ hội chúng ta càng bị bỏ qua. Một cái điều nữa cũng nhấn mạnh với các bạn là chế độ ăn uống luyện tập chỉ làm giảm được đường huyết một cái mức độ nhất định thôi. Ví dụ làm giảm đường máu của bạn đang là từ 7,5 chẳng hạn, thì bạn có thể dùng chế độ ăn uống luyện tập được, nhưng đường huyết của bạn nó là 9, là 10 mmol trên lít, thì chế độ ăn uống và luyện tập không thể giúp đưa được đường huyết của bạn xuống dưới 7,2 mmol trên lít là cái mục tiêu mà cần đạt được ở các bệnh nhân đái tháo đường. Xin được cảm ơn những lời giải đáp của chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được từ bạn có tên Facebook là Mỹ Lệ Nguyễn. Bạn ấy là một bác sĩ nội tổng quát. Câu hỏi là: em xin hỏi, khi bệnh nhân đái tháo đường type 2 bắt buộc phải sử dụng corticoid như đợt cấp hen, COPD, bệnh nhân tự miễn ví dụ như lupus, rất khó kiểm soát đường huyết, khi đó nên sử dụng insulin gì, liều lượng sao ạ? Khi được chuyển đến các chuyên gia, xin kính mời. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này. Và câu hỏi này thì nó sẽ có rất là nhiều tình huống mà khả năng có thể xảy ra với những cái bệnh nhân mà chúng ta phải sử dụng corticoid vì những cái đợt cấp tính của một bệnh lý nào đó, thì khi sử dụng này sẽ làm tăng đường huyết. Tuy nhiên không nhất thiết là với tất cả những bệnh nhân này chúng ta đều phải sử dụng insulin. Thì thực tế là nếu mà có những bệnh nhân mà chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt bằng cái thuốc viên, và khi mà sử dụng cái này chúng ta vẫn tiếp tục kiểm soát được bằng thuốc viên, thì có thể vẫn không cần phải sử dụng insulin. Còn với những trường hợp mà khi chúng ta sử dụng cái corticoid liều cao và trên nền của bệnh nhân mà đã có cái mức đường huyết nền của bệnh nhân cũng khá là cao rồi, thì chắc chắn sẽ phải sử dụng insulin. Và lúc đó thì sẽ tùy vào cái mức độ tăng đường huyết của bệnh nhân, như là các cái bệnh lý đi kèm mà chúng ta sẽ lựa chọn.
rất là nhiều phác đồ, có thể đơn giản chỉ là phác đồ một mũi NSAID trước khi đi ngủ buổi tối, hoặc là cái phác đồ hai mũi mix kết hợp. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà nếu mà cái tình trạng tăng đường huyết nhiều và cái nhiều các cái chúng ta phải sử dụng cao thì nên, và những bệnh nhân mà đang có những cái bệnh lý cấp tính cần kiểm soát đường huyết tích cực tốt thì chúng ta nên sử dụng cái phác đồ base bolus, là sẽ có các cái mũi insulin nhanh hoặc rất nhanh trước các bữa ăn và có thêm mũi insulin nền ạ. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của chuyên gia Vũ Thủy Thanh. Câu hỏi tiếp theo như sau. Có một bạn hỏi là sử dụng statin gần như kéo dài suốt đời với bệnh nhân đái tháo đường ở tất cả các giai đoạn của suy thận. Fibrat có được dùng kéo dài đồng hành cùng statin phối hợp hai nhóm liên tục ở những bệnh nhân tăng triglyceride ở mức độ nhiều không? Xin được chuyển đến. Tiếp 2 được coi và được xếp vào là nhóm có nguy cơ tim mạch cao. Và theo các khuyến cáo thì tất cả các bệnh nhân đái tháo đường type 2 trên 40 tuổi cho đến dưới 75 tuổi thì chúng ta sẽ chỉ định người ta dùng statin ngay cả khi mỡ máu bình thường. Còn nếu như là người ta dưới 40 tuổi thì chúng ta cân nhắc các yếu tố nguy cơ, chúng ta tính điểm và chúng ta có thể cân nhắc, có thể cho. Và các statin chúng ta có thể dùng được cho các bệnh nhân suy thận. Thậm chí là có nghiên cứu còn cho thấy là dùng statin liều cao ở các bệnh nhân suy thận cũng còn đem lại những cái lợi ích. Thế còn fibrat thì chúng ta lại chỉ ưu tiên sử dụng khi làm xét nghiệm mỡ máu mà thấy triglyceride của bệnh nhân lớn hơn 5,6 mmol/L thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng fibrat. Nhưng khi mà xét nghiệm triglyceride cho thấy là giảm xuống mức dưới 5,6 thì chúng ta lại phải quay sang sử dụng statin. Lưu ý với các bạn là trong một số trường hợp chúng ta dùng fibrat để điều trị cái tăng triglyceride máu mà nó không có hiệu quả, không đạt được cái mục tiêu mong muốn, tức là nó có hiệu quả nhưng không đạt được mục tiêu mong muốn, chúng ta có thể cân nhắc phối hợp thêm với lại statin. Và để tránh cái tác dụng phụ thì người ta khuyến cáo là chúng ta sử dụng fenofibrat chứ chúng ta không sử dụng clofibrat, ví dụ như là gemfibrofil, mà chúng ta sử dụng fenofibrat, ví dụ như chúng ta sử dụng lipantin 145, 160 chẳng hạn. Tuy nhiên thì fibrat thì chúng ta lưu ý là nếu mức lọc cầu thận dưới 60 ml một phút, tức là khi, hay nói cách khác là khi người có suy thận, thì chúng ta sẽ không sử dụng fibrat. Và cái điều quan trọng hơn là với một cái bệnh nhân tăng triglyceride máu kéo dài, chúng ta bắt buộc chúng ta phải tìm cái nguyên nhân, vì nó có thể là cái nguyên nhân tăng triglyceride thứ phát ở một cái bệnh nhân do suy thận, hoặc do dùng corticoid, hoặc là suy giáp, hoặc là do cái chế độ ăn, đặc biệt là do uống rượu. Thì tất cả những cái nguyên nhân đó chúng ta cần phải đi tìm và chúng ta điều trị đồng thời với lại cho cái fibrat. Chúng ta hạn chế cái việc là sử dụng fibrat cho các bệnh nhân suy thận, và nhất là khi mà lại phối hợp cùng với lại statin. Và xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được ở trên fanpage với một bạn là Cường Lữ có hỏi, các chuyên gia cho hỏi metformin hiện tại vẫn là thuốc đầu tay trong đái tháo đường phải không ạ? Xin được chuyển đến các chuyên gia. Vâng, các bạn, cảm ơn bạn. Tôi đoán cho bạn là một bác sĩ và có thể bạn này là một bác sĩ tim mạch, bởi vì cho đến trước năm 2020 thì metformin được tất cả các hiệp hội trên thế giới, cả tim mạch hay là đái tháo đường, thì vẫn coi là cái thuốc điều trị đái tháo đường đầu tay, bởi vì là nó được chứng minh là nó có cái tác dụng bảo vệ tim mạch, làm giảm biến cố tim mạch, và hơn nữa nó là một cái thuốc tương đối là rẻ và nó lại trung tính với cân nặng, thậm chí có thể làm giảm cân một chút. Tuy nhiên thì với kết quả của những cái nghiên cứu được công bố trong năm 2015 cho đến 2019 của cái nhóm thuốc ức chế tái hấp thu đường ở thận, ví dụ như là empagliflozin, dapagliflozin, thì Hiệp hội Tim mạch châu Âu đã đưa ra một cái khuyến cáo trong năm 2020, người ta nhấn mạnh lại là đưa thuốc ức chế SGLT2 lên hàng đầu, và cho đến nay thì vẫn thực sự là chưa có một cái sự thống nhất tuyệt đối giữa các bác sĩ tim mạch và các bác sĩ nội tiết đái tháo đường là thuốc điều trị đái tháo đường nào là đầu tay. Vì vậy cái vấn đề chúng ta chọn lựa thuốc điều trị đái tháo đường đầu tay là metformin hay là thuốc ức chế SGLT2 sẽ tùy thuộc từng bệnh nhân cụ thể mà bạn
điều trị. Ví dụ bệnh nhân đó đã có biến chứng tim mạch chưa, đã có biến chứng thận chưa, bệnh nhân đó hoàn cảnh kinh tế người ta thế nào, khả năng dung nạp thuốc như thế nào, để chúng ta sẽ có cái chọn lựa được cái thuốc nó không chỉ là tốt mà nó còn phù hợp và an toàn cho bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Câu hỏi tiếp theo khá là dài, tôi xin phép được đọc luôn ạ. Em bị tiểu đường tuyếp 2 từ lúc phát hiện đến nay đã được 2 năm rồi. Em không muốn dùng thuốc Tây nên quyết định sẽ ăn kiêng, luyện tập và dùng thuốc đông y dạng viên. Ai có kinh nghiệm về thực đơn cho người tiểu đường và các loại thuốc đông y nào hiệu quả thì tư vấn cho em với. Đường huyết em hiện nay rất cao, sáng sớm em đo được tầm 200. Do chán nản bỏ bê bản thân nên là cũng không kiêng gì nhiều nên thành ra đường huyết không kiểm soát được. Nhờ các vị chuyên gia tư vấn giúp em với ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này thì cũng gần gần giống với một câu hỏi lúc nãy của một bạn hỏi là cũng không muốn điều trị. Thì lúc nãy như tiến sĩ Bảy cũng đã nói rồi, đái tháo đường hiện nay là khi phát hiện ra là chúng ta sẽ phải điều trị ngay và điều trị sớm. Bởi vì các nghiên cứu người ta đã chứng minh là khi mà chúng ta điều trị sớm thì nó sẽ có được cái trí nhớ chuyển hóa rất tốt và đem lại cái lợi ích sau này. Và đặc biệt là nếu như mà chúng ta kiểm soát tốt đường huyết ngay từ đầu, ngay từ khi phát hiện thì chúng ta sẽ làm giảm được các cái biến cố tim mạch, biến cố mạch lớn, và những cái biến cố này là nguyên nhân chính mà gây tử vong ở người đái tháo đường. Còn nếu như mà chúng ta đã để cái đường huyết kiểm soát rất là kém một thời gian dài rồi, như là khoảng 10 năm rồi, thì rất là nhiều nghiên cứu lớn cũng đã chứng minh là nếu như bệnh nhân mà chúng ta đã không kiểm soát đường huyết tốt trong một thời gian dài, như lúc đó chúng ta có cố gắng kiểm soát đường huyết tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ làm giảm được những cái biến cố mạch nhỏ, đó là về những cái biến chứng trên mắt thận thôi. Còn những cái biến cố mạch lớn thì cũng không làm giảm được, nhưng cũng không có cái ý nghĩa thống kê rồi không làm giảm được tử vong. Vì vậy nên là với những bệnh nhân đái tháo đường hiện nay thì khi mới phát hiện chúng ta đều cố gắng là phải sẽ duy trì và kiểm soát tốt cái đường huyết cho bệnh nhân ngay từ đầu. Và hiện tại thì đái tháo đường là một bệnh được phát hiện rất là lâu đời rồi, và tất cả các nước trên thế giới hiện nay thì cũng chưa có nước nào phát minh ra một cái thuốc nào có thể chữa khỏi hoàn toàn được bệnh. Và chấp nhận là chúng ta sẽ phải chung sống, sẽ dùng thuốc suốt đời. Và cái đặc điểm của bệnh là sẽ càng ngày bệnh sẽ càng nặng lên, càng ngày sẽ đòi hỏi các bạn sẽ phải dùng nhiều cái loại thuốc hơn, và đến một giai đoạn nào đó là thậm chí chúng ta sẽ phải tiêm insulin. Và hiện tại thì các thuốc Tây y thì khi mà đưa ra thị trường thì tất cả các thuốc đều đã được nghiên cứu, phải trải qua một cái quá trình nghiên cứu rất là lâu dài và thử nghiệm trên động vật, sau đó là trên người, được chứng minh cái tác dụng an toàn trên tim mạch thì sau đó mới được phép đưa ra thị trường để sử dụng. Nên là chúng ta đều khuyên là các bạn nên sử dụng thuốc Tây y. Còn với các cái thuốc đông y hiện nay thì thực sự là chưa có một cái nghiên cứu nào mà chứng minh được cái hiệu quả thực sự, hay là cái tác dụng, đặc biệt là cái tác dụng bảo vệ hay là có hại hay không trên tim mạch hay là trên thận, mà chỉ một số thuốc thì cũng có nói là hỗ trợ điều trị thôi, chứ cũng không thể thay thế được thuốc Tây y. Vì vậy mà ở đây bạn nói là đường huyết của bạn đo buổi sáng sớm ra đã là 200, tức là lúc đó là lúc đói, và 200 là tính ra là khoảng hơn 11, thì lúc với cái đường huyết đấy thì cũng khá là cao, thì bạn nên điều trị sớm và ngay và nên sử dụng thuốc Tây y. Còn những cái thuốc đông y bạn có thể tham khảo thêm một số cái thuốc mà cũng đã được thử nghiệm hay chứng minh. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lại là những cái thuốc đó hiện nay thì chỉ gọi là hỗ trợ điều trị thôi, chứ không có tác dụng thay thế được các thuốc Tây y. Vâng, xin hết ạ. Vâng, chỗ này tôi xin bổ sung thêm một chút, chúng ta phân tích sâu thêm một chút về bản chất của các thuốc đông y. Thì các thuốc đông y cho đến nay, ví dụ chúng ta hay còn gọi là thuốc y học cổ truyền đấy, ví dụ như là giảm cổ lam hay là mướp đắng hoặc là quế chẳng hạn, thì hoặc là một số các chất ví dụ như có chrome chẳng hạn, thì đa phần các nghiên cứu cho thấy là những cái tác dụng trên đường huyết là có nhưng rất nhẹ và không phải là nhất quán luôn luôn có ở một số người. Thế là như bác sĩ Thanh có nói là nó chỉ đóng vai trò, nếu thực sự đúng nghĩa là một cái thuốc y học cổ truyền, một cái thuốc đông y, thì nó chỉ có vai trò hỗ trợ, không có vai trò chính yếu. Và lưu ý với các bạn là như tôi có phân tích là chúng ta sử dụng những cái thuốc Tây y, bởi các thuốc Tây y ngoài cái tác dụng làm giảm đường huyết, nó còn có tác dụng bảo vệ tim mạch. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là các bạn phải hết sức cảnh giác với rất nhiều các loại thuốc được mang tiếng là y học cổ truyền nhưng thực chất là các thuốc Tây trộn vào. Và các bạn, một cái ví dụ mà tôi có thể nêu với các bạn, cách đây 2 năm ở bệnh viện Bạch Mai gặp một loạt các ca ngộ độc vào viện trong tình trạng suy thận, phải lọc máu và suy hô hấp rất nặng và tỷ lệ tử vong rất là cao, tức là có 5 bệnh nhân vào viện thì 4 bệnh nhân tử vong do dùng một cái thuốc gọi là thuốc tiểu đường hoàn
đến từ Trung Quốc, xanh xanh đỏ đỏ đó. Và tỷ lệ bệnh nhân tử vong rất là cao. Một bệnh nhân duy nhất mà sống là vì nhà ngay gần cổng bệnh viện Bạch Mai, cho nên là đưa vào kịp và được một lọc máu sớm. Thế thì sau này khi phân tích ra thì trong cái thuốc đó có rất nhiều, chủ yếu thành phần chủ yếu là fenformin, là một cái thuốc điều trị đái tháo đường nhưng đã bị cấm cách đây khoảng độ hơn 20 năm rồi, do là các biến chứng và cái tỷ lệ tử vong quá cao. Nhưng vì cái hiệu quả làm giảm đường huyết của nó rất là tốt, cho nên là người ta vẫn lén lợi dụng bán thuốc đó. Bởi vì những bệnh nhân mà dùng thuốc đó thì thấy rõ ràng là cái đường huyết người ta giảm rất là tốt, nhưng mà lại cái bất lợi, cái tác dụng phụ là rất nhiều, và một số bệnh nhân đã phải trả giá bằng cái tính mạng của bệnh nhân. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia trong ngày hôm nay. Tiếp theo tôi nhận được một câu hỏi của bạn Đồng Đinh nhỉ. Tôi bị đái tháo nhạt 24 năm, bây giờ lại bị ca, chắc là bạn định biết là ca gan. Ca gan thì dùng thuốc miniruin thì có bị gì không? Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Bạn hơi lạc đề, tức là bạn đang bị đái tháo nhạt. Ở đây chúng ta đang chủ đề đái tháo đường, nhưng không sao. Đái tháo nhạt thì nhân tiện nói luôn là chúng ta đái tháo nhạt tức là nó chỉ đái ra nước thôi, còn chứ không phải là đái tháo đường. Trên bệnh nhân chủ yếu là mất nước. Thế nên là trong trường đái tháo nhạt thì có hai nguyên nhân, là do thiếu cái hormone mà điều hòa lượng nước ở trên não, trên tuyến yên, hoặc là do có thể ở thận. Thì thông thường là chúng ta sử dụng mirin là phù hợp, và ngay cả bệnh nhân mà ung thư gan vẫn có thể sử dụng mirin được. Xin được cảm ơn thầy Giang Nguyễn Quang Bạch. Câu hỏi tiếp theo tôi nhận được từ bạn Phạm Dũng. Cho em hỏi, dùng thuốc đái tháo đường nên dùng liều cố định trong ngày hay nhiều lần trong ngày ạ? Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, thưa các bạn, bây giờ một trong những cái hướng đi của các công ty nghiên cứu đấy là sản xuất ra những cái loại thuốc dùng càng đơn giản, càng ít lần càng tốt. Lý do là vì tại sao? Vì người ta nghiên cứu, người ta sẽ thấy là khoảng độ 50% các bệnh nhân đái tháo đường trong cái năm đầu tiên sau khi bị bệnh mà phải uống thuốc ấy thì là tuân thủ rất là tồi, và sang năm thứ hai thì cái tỷ lệ mà không tuân thủ hoặc tuân thủ kém nó còn tăng lên đến trên 60%. Có rất là nhiều lý do, nhưng một trong các lý do đấy là phải uống thuốc quá nhiều lần, nó quá phức tạp. Mà các bạn lưu ý là các bệnh nhân đái tháo đường thì không chỉ mắc đái tháo đường, rất nhiều người sẽ phải có tăng huyết áp, hoặc là phải dùng thêm cả thuốc mỡ máu như tôi phân tích, hoặc là những bệnh nhân là đã có biến chứng đái đường rồi thì phải dùng thêm các thuốc biến chứng đái đường, hoặc là các cái bệnh lý đi kèm nữa. Trên uống thuốc càng ít lần càng tốt, và xu hướng của các công ty bây giờ là sẽ sản xuất ra các loại thuốc uống có tác dụng kéo dài hoặc là tác dụng 24 giờ, để uống thuốc một lần trong một ngày là đủ. Thậm chí là bây giờ người ta còn sản xuất ra các loại thuốc phối hợp hai hoặc là ba loại thuốc đái tháo đường, hoặc hai hoặc ba loại thuốc huyết áp trong cùng một viên thuốc, để thay vì là bệnh nhân uống có ba loại thuốc phải uống ba lần, hai loại thuốc phải uống hai lần, thì bây giờ chỉ uống một lần thôi. Thì như vậy thì để dễ dàng hơn cho cái điều trị và cái tuân thủ của bệnh nhân. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bạch. Xin mời quý vị khán giả tiếp tục đặt câu hỏi để chúng tôi tiếp tục chuyển đến các vị chuyên gia trong buổi tư vấn ngày hôm nay ạ. Còn không, đây cái câu này. Vâng, đây. Tôi xin phép được đọc câu hỏi. Câu này tương đối dài. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, bắt đầu nhập viện từ tháng này. Phương pháp trị liệu tôi sử dụng là tiêm insulin. Tôi có nghe từ mọi người rằng chỉ số đường huyết đạt thấp nhất vào buổi sáng và tăng dần. Tuy nhiên từ khi bắt đầu điều trị, chỉ số đường huyết của tôi buổi sáng, trưa, tối lần lượt là 140, 150, 90, 100, 100, 110. Như vậy, đường huyết đạt mức cao nhất trước khi ăn sáng. Buổi tối tôi thường ngủ lúc 10 giờ, và từ sau bữa ăn cho đến lúc ngủ, tôi không ăn thêm gì. Tôi cũng đang thực hiện chế độ hạn chế lượng đồ ăn mỗi ngày. Theo bác sĩ, với chỉ số đường huyết cao vào buổi sáng như thế thì có vấn đề gì không? Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, xin phép tôi sẽ trả lời câu hỏi này của bạn. Lúc ấy tôi có phân tích là cái vai trò của cái nội tiết tố trong cơ thể là insulin. Nó điều hòa cái hoạt động sản xuất đường của gan để cung cấp cho cơ thể. Thế thì chúng ta đều biết là thông thường là sau bữa ăn thì gluco ở trong cơ thể, glucid hoặc chất tinh bột ấy, ở trong bữa ăn, nó sẽ đa phần nó sẽ được chuyển về gan và cất giữ ở trong gan dưới dạng một cái chất gọi là glycogen. Và ngoài bữa ăn, khi cơ thể chúng ta cần, cái lượng đường trong máu của chúng ta giảm đi khi mà chúng ta xa cái bữa ăn, thì cơ thể sẽ lấy cái glycogen ra để chuyển thành gluco cung cấp cho cơ thể. Và cái quá trình đó nó được điều hòa, được chỉ huy bởi insulin.
Thế và chúng ta đều biết là cái quá trình mà cơ thể cần cái lượng đường từ gan ấy mà sản xuất ra sẽ cao nhất là về đêm, nhiều nhất là về đêm, bởi vì đêm là chúng ta nhịn ăn nhiều nhất. Và chính các bệnh nhân đái tháo đường type 1 hoặc type 2 do thiếu insulin hoặc insulin là bị giảm tác dụng, cho nên cái quá trình sản xuất gluco ở gan về ban đêm nó tăng lên rất cao, bởi vì nó không có ai kiểm soát nó cả. Bình thường nó vẫn đang sản xuất cao lên, nhưng mà có cái insulin là nó điều hòa, nó đóng vai trò như là ông bảo vệ và ông thủ kho vậy. Bây giờ ông bảo vệ, ông thủ kho đi vắng, cho nên là nó sẽ lấy ra rất là nhiều. Và hậu quả là các bệnh nhân sẽ có tăng đường huyết nhiều về đêm, và sáng thức dậy chúng ta thấy đường máu rất là cao, là phù hợp với trường hợp của chị. Chứ còn cái trường hợp mà đường máu mà cao thấp nhất về buổi sáng và tăng dần về ban ngày, đấy là xuống ở người bình thường. Còn bệnh nhân đái tháo đường thì đêm nó lại xuống rất cao, còn buổi sáng rất là cao. Thế thì trong trường hợp này, cái chế độ điều trị của chị có thể bằng thuốc hoặc bằng gì đó, thì chị có thể trao đổi, bác có thể trao đổi thêm với bác sĩ để bác sĩ có thể cho thêm một số các cái thuốc mà có tác dụng làm giảm cái sản xuất gluco ở gan về đêm. Ví dụ như là thuốc mà chúng tôi thường sử dụng mà có tác dụng rất là tốt, đấy là metformin. Vì metformin là cái thuốc mà tác dụng chính của nó là ở trên gan, làm giảm cái sản xuất gluco ở gan. Hoặc là các thuốc nhóm ức chế D4, ví dụ như chúng ta là có Ganvert hoặc là có Januvia chẳng hạn, đúng không ạ? Một số trường hợp mà những bệnh nhân đã dùng những thuốc này rồi mà đường huyết người ta vẫn cao như thế này, thì chúng ta sẽ nên tiêm một mũi insulin nền tác dụng kéo dài đấy, vào buổi tối trước lúc đi ngủ chẳng hạn, thì để nó, cái insulin nó cung cấp một cái lượng insulin về đêm để ức chế hoặc là ngăn ngừa cái tình trạng sản xuất gluco quá mức ở gan về đêm, để giúp cho đường huyết của bác buổi sáng sẽ tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bằng. Câu hỏi tiếp theo tôi nhận được từ bạn có nick Ancas Nguyễn. Dạ bác sĩ, cho em hỏi, bệnh nhân hiện 62 tuổi, tăng huyết áp đã được kiểm soát 120/80 mmHg, rối loạn lipid glucose ma mạch kiểm soát ở mức 130 mg/dL. Vậy cho em hỏi mình có cần kiểm soát dưới 120 mg/dL không ạ? Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Câu này thì như vậy là bệnh nhân của bác thì đang điều trị cả đặt nhắm đến cả 3 mục tiêu, và rất là hoan nghênh bác. Là chúng ta lưu ý là các bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta sẽ không chỉ là nhắm đến đường huyết, mà chúng ta phải kiểm soát tốt cả huyết áp và cả mỡ máu. Huyết áp của bác như thế là đã là tốt rồi. Bây giờ đường huyết của bác đang là khoảng 130, tức là đang khoảng độ 7.8 mmHg. Thế thì nói luôn với bác và tất cả các bệnh nhân, các anh các chị là mục tiêu đường huyết mà các thầy thuốc nêu ra, hoặc các sách báo hoặc các tài liệu bác đọc, đấy là một cái mục tiêu nó chung chung cho tất cả mọi người. Còn mỗi một người sẽ cần phải có một cái mục tiêu riêng. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là đường huyết vào buổi sáng lúc ngủ dậy, thì người ta khuyến cáo là các bệnh nhân đái tháo đường cần đạt được ở cái mức từ 4,4 đến 7,2 mmHg. 4,4 đến 7,2. Thế thì của bác bây giờ đang là 7,8 mmHg, có cần xuống nữa hay không? Thì báo cáo bác là phải căn cứ vào các cái tình trạng sức khỏe bệnh lý của bác. Ví dụ mà bác mặc dù 62 tuổi nhưng huyết áp của bác tốt, bác vẫn thấy sức khỏe của bác tốt, bác không có bệnh lý gì đi kèm theo chẳng hạn, bác vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, bác vẫn có thể đi đạp xe, rồi vẫn có thể vui chơi, học hành, làm việc các thứ bình thường, thì bác có thể đưa đường máu xuống dưới 120, thậm chí là có thể xuống dưới 110 cũng có thể chấp nhận được. Nhưng ngược lại với một người 62 tuổi mà không may mà bác lại có suy thận rồi, hoặc bác lại đang có xơ gan, hoặc bác lại đang có nhồi máu cơ tim rồi chẳng hạn, bác bị đái tháo đường khi khoảng độ 20 năm rồi chẳng hạn, biến chứng thần kinh tê bì rồi, rất là mệt mỏi rồi, thì cái đường huyết của bác là 130 trước bữa ăn lại là chấp nhận được, thậm chí có thể là 140 cũng có thể là ở cái mức mà chấp nhận được. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được từ trên fanpage Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo Tuyến của bạn Nguyễn Kim Khánh. Với bệnh nhân đái tháo đường có tê tay chân, vậy cần dùng thuốc gì kèm theo để giảm tê bì ạ? Em xin cảm ơn. Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này ạ. Với bệnh nhân đái tháo đường mà có thể bắt đầu có biểu hiện tê tay chân, thì có thể đấy là cái biểu hiện của cái biến chứng thần kinh ngoại vi của bệnh nhân đái tháo đường. Thì hiện nay thì để điều trị cái biến chứng thần kinh ngoại vi thì chúng ta cũng có một số cái nhóm thuốc. Có thể sử dụng một số cái thuốc, cái nhóm mecobalamin, thì chúng ta cũng đã chứng minh là cái tác dụng cũng làm giảm được
cái triệu chứng. Và cái nhóm thuốc này thì trong một số nghiên cứu gần đây thì người ta cũng chứng minh là cho thấy có thể hồi phục được một phần nào cái tổn thương thần kinh của bệnh nhân đái đường. Và cái nhóm thuốc thứ hai trong thực hành lâm sàng hiện nay chúng ta cũng thường sử dụng đó là cái nhóm thuốc pregabalin, nhóm thuốc chống trầm cảm hoặc là amitriptyline. Và gần đây thì có thêm một cái nhóm thuốc mới hiện là cái nhóm chiotic acid, thì cũng được cho thấy là có thể làm giảm được cái triệu chứng tê bì chân tay và cái biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân đái tháo đường. Vâng, đối với trường hợp mà bạn có tê chân tay thì đúng là vì bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta phải nghĩ đến biến chứng thần kinh của đái tháo đường. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải đi tìm các nguyên nhân khác, ví dụ như là có thể do rượu hoặc là có thể do chèn ép thần kinh, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, chúng ta sẽ phải loại trừ. Lưu ý với bạn là cái đặc điểm của biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân đái tháo đường thường nó có tính chất mà bạn phải kiểm tra lại xem, chiêm nghiệm xem mình có đúng hay không. Thứ nhất là bao giờ nó phải đối xứng hai bên. Cái thứ hai là bao giờ chân cũng sẽ nặng hơn tay. Và cái thứ ba nữa là thường bao giờ cũng ở ngọn chi, tức là bao giờ ví dụ ở chân thì sẽ tê bì xuất phát là từ các cái đầu ngón chân, sau đó có thể gan chân hoặc bàn chân. Rất hiếm khi là nó tê bì đến cẳng chân, hoặc là hầu như không bao giờ vượt quá đầu gối. Chúng ta sẽ phải lưu ý những cái đặc điểm đó để xem có đúng hay không. Thế thì bên cạnh những cái nhóm thuốc như bác sĩ Thanh đã trình bày thì vẫn phải lưu ý các bạn là tất cả những thuốc điều trị biến chứng thần kinh ngoại vi đái đường cho đến nay hầu hết là các thuốc điều trị triệu chứng. Còn cái gốc quan trọng nhất chúng ta vẫn phải là phải kiểm soát thật tốt đường huyết của bệnh nhân. Thật tốt ở đây nó có hai ý nghĩa, tức là chúng ta phải kiểm soát đạt mục tiêu, nhưng cái thứ hai nữa cũng không kém phần quan trọng, tức là kiểm soát đường huyết nó phải thật là êm dịu. Êm dịu có nghĩa là như thế nào? Tức là tránh để cái đường huyết nó dao động, tức là nó càng dao động nhiều thì người ta thấy là những cái bệnh nhân mà bị biến chứng thần kinh ngoại vi mà bị tê bì thì khi đường huyết càng dao động thì cái triệu chứng nó càng nặng lên. Cho nên là chúng ta sẽ phải lưu ý. Và vấn đề sử dụng các cái thuốc mà để làm giảm cái triệu chứng tê bì hoặc đau buốt thì đa phần chúng ta lưu ý là chúng ta nên uống thuốc vào buổi tối, bởi vì những cái thuốc này nó đều có một cái tác dụng phụ, tức là gây buồn ngủ, nên chúng ta nên dùng vào buổi tối. Và xin cảm ơn hai vị chuyên gia. Chúng tôi tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý vị khán giả. Bạn Ngọc Nguyên, em xin hỏi các chuyên gia có nên phối hợp thêm thuốc uống để không phải tăng liều insulin tiêm không ạ? Xin chuyển đến các vị chuyên gia. Bạn và cũng rất là nhiều người bệnh có vẻ có rất là tâm lý sợ hãi insulin, và trong cái bài giảng của bác sĩ Thanh thì thấy là giơ cái bút kim tiêm lên là bệnh nhân coi như là rơi nước mắt hết rồi, đúng không ạ? Ai cũng rất là sợ. Thế thì cái quan điểm của chúng tôi là chúng ta sẽ đúng là các bệnh nhân như tôi vừa phân tích là có những bệnh nhân chúng ta không thể nào tránh được, ví dụ bệnh nhân đái đường tiếp 1 hoặc đái đường phụ nữ có thai, hoặc là bệnh nhân mà do viêm tụy mạc thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng insulin ngay từ khi được chẩn đoán rồi. Thế còn những cái bệnh nhân mà đái đường tiếp 2 thì chúng ta theo cái khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng các thuốc uống đầu tiên, và thông thường như tôi có đề cập là chúng ta sẽ chỉ đặt vấn đề sử dụng insulin trong trường hợp mà chúng ta đã dùng 2 hoặc là 3 thuốc uống mà không kiểm soát được đường huyết. Thế còn với những trường hợp mà bệnh nhân đã dùng 2 hoặc 3 thuốc uống rồi mà bệnh nhân vẫn không muốn tiêm insulin thì chúng ta cũng vẫn phải cân nhắc là xem có khả năng được hay không. Nếu như là đã dùng 2 hoặc 3 thuốc uống mà cái đường huyết nó chỉ trên mục tiêu một chút thôi, tức là gần gần đạt mục tiêu rồi, thì chúng ta cân nhắc là có thể thêm một thuốc uống nữa. Bởi vì thông thường những cái thuốc đầu tiên chúng ta sử dụng đều là những thuốc đái tháo đường rất là mạnh. Còn những cái thuốc đái tháo đường mà như bác sĩ Thanh có đề cập, ví dụ như là các thuốc mà ức chế hấp thu gluco ở ruột, acarbo, thuốc ức chế alpha glucidase chẳng hạn, thì cái tác dụng của nó rất là yếu, cho nên chúng ta thêm vào thì cái hiệu quả nó cũng không đáng là bao nhiêu. Thì nếu như nó gần gần đạt mục tiêu rồi thì chúng ta cân nhắc chúng ta có thể phối hợp thêm thuốc. Còn nếu như là cái mục tiêu nó vẫn còn ở rất là xa, cái đường huyết thực tại nó đang rất là cao, thì chúng ta cũng phải cân nhắc và trao đổi là với bệnh nhân. Nếu các bạn là bác sĩ hoặc là các bác là người bệnh thì các bạn phải chấp nhận là lúc đó chúng ta phải dùng insulin. Và lưu ý là các bệnh nhân đái đường tiếp 2, người ta nói là sớm hay muộn thì các bệnh nhân rồi cũng sẽ phải dùng đến insulin, vì như bác sĩ Thanh có đề cập là đái đường tiếp 2 là bệnh mãn tính tiến triển tăng dần. Thuốc ngày hôm nay nó có tác dụng với thuốc này, nhưng ngày mai chúng ta phải cần một cái liều cao hơn, và ngày kia chúng ta phải cần thuốc mới, ngày sau nữa là chúng ta sẽ phải dùng insulin. Đấy là cái diễn biến tự nhiên. Đừng vì cái chuyện là sợ hãi không tiêm insulin mà chúng ta cứ để cái đường máu nó cao kéo dài.
Bởi vì có một cái nghiên cứu ở Mỹ trên một cái số lượng rất là lớn, là trên hơn 200.000 bệnh nhân, người ta thấy là cái HbA1c của người bệnh là trên 8% rồi, mà chúng ta để thêm một năm nữa vẫn để cái mức đường huyết cao như thế, thì cái tỷ lệ bị biến chứng tim mạch, trong đấy có nhồi máu cơ tim, nó tăng lên khoảng độ từ 26-50%. Thì các bác thấy là cái giá sẽ phải trả rất là cao do cái việc là chúng ta cứ trì hoãn, trì trệ cái lo sợ cái việc sử dụng insulin mà để cái đường huyết nó cao và nó gây ra các cái biến chứng. Vì các bác đều biết là lúc mà chúng ta cân nhắc cái chuyện dùng insulin ấy, thì thường là chúng ta đã bị đái tháo đường lâu rồi, biến chứng nó đã nhiều rồi, và chúng ta lúc đó là chúng ta cần phải quyết định nhanh chóng để điều trị tích cực, để nhanh chóng đạt được cái mục tiêu, chứ chúng ta cứ chần chừ thì chúng ta sẽ phải trả giá một cái giá rất là đắt. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Minh Nam. Thưa bác sĩ, mẹ em bị đái tháo đường 8 năm nay. Nay em muốn kiểm tra xem có tổn thương thận chưa, vì em nghe nói có dùng thuốc ức chế men chuyển để điều trị giai đoạn sớm. Vậy em phải làm gì ạ? Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này ạ. Thì với cái tổn thương thận với bệnh đái tháo đường type 2 thì chúng ta cần phải tầm soát ngay từ khi mà bệnh nhân mới được chẩn đoán. Mới được chẩn đoán bệnh thì chúng ta phải tầm soát luôn về cái biến chứng này bệnh nhân. Thì hiện tại mà để chẩn đoán biến chứng thận thì sẽ là một trong hai tiêu chuẩn, đó là có thể bệnh nhân đã có ăn uống niệu hoặc mức lọc cầu thận chúng ta dưới 60 ml trên phút là bệnh nhân đã được chẩn đoán là có cái bệnh lý thận mạng do đái tháo đường. Vậy thì để mà chẩn đoán cái biến chứng này thì bạn có thể cho mẹ đến các cơ sở y tế và chúng ta sẽ xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu, tính cái chỉ số creatinine mà chúng ta sẽ tính ra cái mức lọc cầu thận. Hiện tại có rất là nhiều công thức và người ta có những phần mềm mà chúng ta cũng không cần phải tính toán gì nhiều, chỉ cần nhập các cái thông số và máy sẽ tự tính được cái mức lọc cầu thận cho người bệnh. Và cái thứ hai thì về cái xét nghiệm nước tiểu, nếu mà để chẩn đoán cái biến chứng thận bệnh nhân đái tháo đường thì người ta sẽ yêu cầu là phải có ít nhất 2/3 mẫu nước tiểu và có albumin niệu trong vòng 3-6 tháng. Chúng ta cũng cần loại trừ những cái âm tính giả, như là nếu như những cái ngày hôm trước có thể bệnh nhân đang bị sốt này, với nữ giới có thể bệnh nhân đang có chu kỳ kinh nguyệt hoặc bệnh nhân vận động nhiều quá mức của những ngày hôm trước thì cũng có thể gây ra cái tỷ lệ là dương tính giả. Thì bệnh nhân để chẩn đoán thì chúng ta cũng yêu cầu là phải có 2/3 mẫu nước tiểu và ăn uống niệu dương tính trong vòng 3-6 tháng ạ. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chuyên gia Vũ Thủy Thanh. Câu hỏi tiếp theo từ một bạn có tên là Nga Huyền. Hỏi là bệnh nhân nữ 57 tuổi, đái tháo đường type 2, 15 năm đang dùng Tradjenta Duo 2 viên một ngày. Tháng này glucose đói 11 mmol trên lít, xin được tư vấn. Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, bạn cung cấp rất là ít các thông tin để chúng tôi đưa ra quyết định. Tôi chỉ lưu ý các bạn là nhìn nghe qua thì thấy cái đường huyết của bạn 11 mmol/lít, dù là trước ăn hay sau ăn với một cái người 57 tuổi thì vẫn là cao, nhưng nếu đường huyết mà đói và là trên 11 thì thực sự rất là cao. Tuy nhiên đường huyết không phải, và đặc biệt là đường huyết ở một cái kết quả đường huyết duy nhất, không phải và không đủ cơ sở để chúng ta thay đổi cái quyết định điều trị. Vì các bạn đều biết là cái như tôi có đề cập ở cái phần đầu tiên, đường huyết sẽ dao động liên tục trong một ngày. Có rất là nhiều cái lý do làm tăng đường huyết lên, ví dụ ngày hôm đó bạn lo lắng căng thẳng, hay là bạn đang bị ốm sốt cái gì đó, hoặc là bạn đang ngày hôm trước bạn bị cảm cúm, bạn dùng thêm một thuốc gì đó nó cũng có thể làm tăng đường máu lên. Trên muốn thay đổi chế độ điều trị, thường người ta khuyến cáo là chúng ta phải có dữ liệu thử đường máu hàng ngày, và nếu chúng ta thấy là đường huyết nó tăng lên liên tục và trong ít nhất là 3-4 ngày liền, thậm chí có những người ta khuyến cáo là trong một tuần liền chúng ta thấy đường máu liên tục cao, chúng ta mới quyết định thay đổi. Mà cụ thể đây là chúng ta quyết định là tăng liều thuốc hoặc thêm thuốc mới, chứ còn một cái thời điểm thì không đủ để quyết định cái thay đổi điều trị. Tất nhiên là với kết quả đường máu như thế thì bạn vẫn phải kiểm điểm lại xem là cái chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt của mình có cái lý do gì nó làm tăng đường huyết lên hay không, hoặc là mình có dùng cái thuốc mới gì không. Và cách tốt nhất ý, là chúng ta có thể dựa trên thêm một cái thông số nữa là xét nghiệm HbA1c, vì HbA1c là cái xét nghiệm nó cho biết chúng ta là cái đường máu trong vòng 100 ngày vừa qua là có tốt hay không. Nếu như chúng ta thấy đường huyết hôm nay chúng ta thấy mà cao, HbA1c cũng cao, thì là
Đó là cái cơ sở để cho cái việc là chúng ta đưa ra quyết định, hoặc là bác sĩ sẽ đưa ra quyết định là thay đổi cái chế độ điều trị cho bạn. Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Chúng tôi nhận được một câu hỏi từ bạn Hoàng Thanh. Em xin hỏi, người nhà em đi khám mới mắc đái tháo đường, xét nghiệm glucose lúc đói 16, HbA1c là 9,1. Bác sĩ tư vấn dùng thuốc insulin ngay. Theo em được biết có các thuốc nhóm mới. Trường hợp người nhà em có thể dùng pháp đồ nào để kiểm soát đường huyết ạ? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, bạn đưa ra dữ liệu cũng vẫn chưa đủ, vì là cũng không biết là người nhà bạn là bao nhiêu tuổi, và ngoài cái đái tháo đường còn có những cái bệnh lý gì mắc kèm hay không, đã có cái biến chứng gì chưa, và các cái triệu chứng của người bệnh như thế nào. Thì thông thường hiện nay nếu mà theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, nếu như mà cái đường máu khi đói mà từ 16,7 hoặc là HB1C trên 10, và bệnh nhân có rất nhiều những triệu chứng của tăng đường huyết, nhà bệnh nhân khát nước, tiểu nhiều, cân uống nước nhiều, thì chúng ta có thể chỉ định insulin ngay với những bệnh nhân mới phát hiện. Ở đây thì người nhà của bạn thì chưa đủ những cái tiêu chuẩn như vậy. Với HbA1c 9,1 và đường huyết khi đói là 16, thì hiện nay chúng ta có thể có rất là nhiều nhóm thuốc viên, và chúng ta có thể sử dụng cái phác đồ kết hợp thuốc. Tuy nhiên để kết hợp hay là đơn trị thì sẽ tùy vào cái mục tiêu đường huyết mà bác sĩ đặt ra cho người bệnh của bạn, của người nhà của bạn. Ví dụ như là người nhà của bạn mà lại là một đã có tuổi rồi, 80 rồi chẳng hạn, thì cái mục tiêu HbA1c của, hoặc là đã có rất là nhiều bệnh lý mắc kèm như là bị nhồi máu cơ tim hay đã bị tai biến mạch não hay là gì đó, thì cái mục tiêu HbA1c của chúng tôi đặt ra sẽ cao hơn số bình thường, sẽ là có thậm chí có thể tới 8%. Thì như vậy chúng ta có thể chỉ cần sử dụng một cái nhóm thuốc viên thôi. Tuy nhiên nếu như người nhà bạn là một bệnh nhân rất là trẻ, khoảng 30 tới 40 tuổi, chưa có biến chứng gì, chưa có những cái bệnh lý mắc kèm theo, kỳ vọng sống rất là lâu, thì như vậy thì cái mục tiêu HbA1c, nếu như mà cái ngưỡng HbA1c bệnh nhân cao hơn cái mức mục tiêu là 1,5%, thì là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp thuốc. Thì cái này hoàn toàn tùy thuộc vào cái mục tiêu với từng bệnh nhân, và bạn không đưa ra những cái một số dữ liệu cụ thể, nên là tôi chỉ có thể trả lời như vậy chứ không chi tiết được cho bạn hơn ạ. Xin hết ạ. Thay mặt các bạn khán giả, xin cảm ơn chuyên gia Vũ Thủy Thanh. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thúy Ngọc. Bác sĩ cho hỏi, bệnh nhân gần 60 tuổi mới phát hiện HbA1c 7,1, triglycerid là 3,3, có kèm tâm thu tức ngực, có những lúc có khó thở. Nếu không dùng thuốc tây, chỉ dùng thuốc lá cây mà chỉ số đường về 6,3 thì có được không? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng. Ở đây thì có hai vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề về đái tháo đường và vấn đề về tim mạch. Thứ nhất là về đái tháo đường, như tôi nói là với cái chẩn đoán của người nhà bạn là chắc chắn là đái tháo đường rồi, vì có cái kết quả xét nghiệm HbA1c là 7,1% rồi. Và như tôi nói là chúng ta điều trị đái tháo đường, chúng tôi vẫn khuyến cáo là sử dụng các thuốc tây, chúng ta tạo gọi thuốc tây, ví dụ như là một cái nhóm thuốc metformin hoặc thuốc ức chế tái tụ đường ở thận. Vì ngoài cái tác dụng ở trên đường huyết, nó còn có tác dụng bảo vệ tim mạch, mà đây người nhà bạn gần như là chắc chắn là đã có một cái biến chứng tim mạch rồi, thể hiện ở đây là có ngoại tâm thu và có tức ngực rồi. Thì thưa các bạn là tất cả, mặc dù người nhà bạn là mới được chẩn đoán đái tháo đường, nhưng ở cái tuổi gần 60 thì gần như chắc chắn người nhà bạn là đái tháo đường type 2. Và nếu đái tháo đường type 2 thì lúc được phát hiện bệnh ra thì thông thường là thực tế là chúng ta đã bị đái tháo đường từ trước đó 5 cho đến khoảng độ 8 năm rồi. Cho nên là người ta ước tính là 50% các bệnh nhân đái tháo đường type 2 ở cái thời điểm phát hiện ra đã có thể có ít nhất một cái biến chứng mãn tính ở tim mạch hay thần kinh hay ở thận hay ở mắt nào đó rồi. Và trong trường hợp này người nhà bạn có tức ngực thì cái mà lo ngại nhất đấy là có bệnh mạch vành, tức là thiếu máu cơ tim, và có ngoại tâm thu cũng là thêm một cái chỉ điểm nữa là có thể có bệnh mạch vành. Thì chúng ta đều biết là nếu có bệnh mạch vành thì cái việc cấp máu cho cái hệ thống thần kinh của tim nó sẽ bị ảnh hưởng, và cái nguy cơ mà xuất hiện ngoại tâm thu nó sẽ rất là cao. Và vì vậy trong trường hợp này thì người nhà bạn theo ý kiến của tôi là thứ nhất chúng ta nên sử dụng các thuốc tây để kiểm soát đường huyết cho nó nhanh chóng, an toàn và đạt được trên tác dụng tim mạch.
Đồng thời nữa thì ngoài việc sử dụng thuốc đái tháo đường thì cần phải sử dụng các thuốc điều trị mỡ máu, và cái thứ ba nữa là cần phải đánh giá kỹ lưỡng cái tim, ở trong trường hợp này ít nhất là làm cái điện tim, nếu như ở tuyến y tế cơ sở gần nhất là chúng ta có thể làm điện tim, vì điện tim nó cung cấp là cái bị loạn nhịp, bị ngoại tâm thu kiểu gì, và nó cũng có thể cho cái gợi ý là người nhà bạn có bị bệnh mạch vành hay không, vì trên kết quả điện tim nó cũng có thể gợi ý, và nếu mà có thì cần phải đi thăm khám chuyên khoa sâu hơn đánh giá về tim mạch. Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bảy. Xin mời các quý vị khán giả tiếp tục đặt câu hỏi trên phần comment ở trên fanpage. Câu hỏi đến chúng tôi có nhận được một câu hỏi, xin phép được đọc luôn ạ. Câu hỏi là: em chào cả nhà, bố em bị cao phổi và tiểu đường. Gần đây đường huyết của ông tăng rất cao, cuối ngày toàn 21-22. Em đang rất lo lắng, bố em đang uống glucophadiamicron 35mg. Cho em hỏi với chỉ số này thì nên tiêm hay uống ạ? Em kiêng khem cho bố em rất kỹ, không dám ăn gì ngọt, uống sữa tiểu đường, sữa tươi không đường, yến không đường, hoa quả thì bưởi, nước ổi, cam, thanh long, kiwi, táo, hầu hết đều lượng đường không nhiều. Vậy mà đợt này toàn hai mấy, em lo quá ạ. Xin các chuyên gia cho em lời khuyên với ạ. Xin được chuyển đến hai vị chuyên gia. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này của bạn. Tức là đây là một trường hợp bệnh nhân bị đái đường tiếp 2 và có đang điều trị thuốc viên diamicron, glucopha và có kèm theo ung thư phổi. Và hiện nay thì đường máu thường xuyên cao khoảng 21-22. Thì không biết là bố của bạn có đang trong cái phải trị liệu hóa chất hay là xạ trị gì hay không? Hiện tại của cao phổi hay không? Thì hoặc là có đang mắc một cái bệnh lý cấp tính gì khác kèm theo hay không? Thì thông thường nếu mà cái đường huyết cao như thế này thì mà bệnh nhân lại đang trong những cái phải điều trị như là hóa chất xạ trị hoặc đang có một cái bệnh lý cấp tính kèm theo thì chúng ta sẽ nên chuyển sang sử dụng insulin. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đánh giá lại, bởi vì một số nếu như đường máu cao như thế này thì thông thường bệnh nhân sẽ phải kèm theo các triệu chứng, bệnh nhân sẽ khát nước, đi tiểu nhiều, mệt và có thể sẽ sút cân. Còn nếu như bệnh nhân chúng ta thử đường máu rất là cao như này nhưng bệnh nhân lâm sàng lại không có biểu hiện gì thì có thể mình cũng cần phải xem xét lại cái máy thử đường huyết ở nhà, vì thực tế là rất nhiều bệnh nhân là chúng tôi thấy là cái máy thử đường huyết của mình là mình không có, thứ nhất là mình không bảo quản tốt, rồi thứ hai là cái pin của mình dùng ấy, mình để lâu ngày nhưng mình vẫn cứ để pin trong đó và lâu ngày thì cái pin nó cũng ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ chính xác của máy. Và một cái vấn đề nữa là cái que thử đường huyết nó cũng ảnh hưởng. Thông thường một cái hộp que thử đường huyết khi các bạn đã mở ra và sử dụng rồi thì chúng ta chỉ có thể sử dụng trong 30 ngày thôi. Tuy nhiên có nhiều bệnh nhân thì thỉnh thoảng chúng ta mới thử đường huyết nên là có thể cái que thử đó của bạn chúng ta cũng đã để quá lâu rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến sai số. Nên là trước cái tình trạng như thế này thì các bạn cần phải xem lại xem nếu không có triệu chứng cần phải xem lại cái tính chính xác của máy thử. Và để tốt nhất nếu mà thực sự đúng cái chỉ số đường huyết này bạn nên cho bố của bạn đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ làm thêm các cái thăm khám khác và sẽ thay đổi cái chế độ điều trị cho tốt hơn. Xin hết ạ. Vâng, tôi rất là nhất trí với ý kiến của bác sĩ Thanh. Tuy nhiên có hai cái điều lưu ý thêm đối với bạn đặt câu hỏi. Thứ nhất là như tôi có đề cập là cái glucopha đấy là một thuốc đái tháo đường, mà nếu như là bố bạn mà bị ung thư phổi rồi ấy, thì rất dễ có nguy cơ là sẽ bị suy hô hấp. Và nếu mà có suy hô hấp thì cái glucopha là một cái thuốc mà không nên dùng. Hơn nữa là ngoài ra thì glucopha thì cũng rất là hay gây ra rối loạn tiêu hóa. Và cái người bị ung thư phổi, ung thư nói chung ấy, thì ăn uống rất là kém. Cho nên nếu mà dùng glucopha thì rất dễ là gây ra chán ăn và cái dinh dưỡng cho bệnh nhân sẽ không tốt. Một cái điều thứ hai nữa là tôi cũng nhất trí với lại bác sĩ Thanh là người nhà bạn nên dùng tiêm insulin. Bởi vì đường máu nó quá cao và kéo dài, nhất là lại đang có một cái bệnh ung thư phổi. Và cái trong trường hợp này thì dùng insulin nó có một cái lợi điểm nữa là người ta thấy là những người dùng insulin thì bao giờ cái cảm giác ăn uống ngon miệng nó cũng sẽ được cải thiện, người ta ăn uống sẽ tốt hơn. Và đối với các bệnh nhân ung thư thì cái quan điểm hiện nay là chúng ta phải cung cấp một cái dinh dưỡng cho bệnh nhân rất là tốt để người ta có cái sức đề kháng, để thứ nhất là chống chọi lại với tế bào ung thư và hai là chịu đựng được những cái đợt điều trị hóa chất hoặc là tia xạ. Nên là chúng ta cứ để vì cái đường máu nó cao như này nó sẽ gây ra mất nước rất là nhiều và gây sút thì cái sức đề kháng sẽ giảm đi. Trên trong trường hợp này thì theo tôi là bạn nên cho bố bạn đi khám và để bác sĩ cho hướng dẫn tiêm insulin sử dụng sớm thì sẽ tốt hơn.
Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được là bác sĩ cho em hỏi lưu ý trong kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường và suy vỏ thượng thận do dùng thuốc. Xin được chuyển đến hai vị chuyên gia. Vâng, suy vỏ thượng thận do dùng thuốc, hy vọng là chúng ta sẽ có một cái cơ hội để có thể chia sẻ, vì đây là một cái bệnh lý rất là phổ biến, là một cái sai lầm rất là phổ biến của không chỉ là bệnh nhân mà là thầy thuốc, do tình trạng lạm dụng các cái thuốc corticoid. Thế thì các bạn lưu ý là những cái người mà dùng corticoid sau đó gây ra suy thượng thận thì sẽ có một cái đặc điểm, tức là người ta rất dễ là bị hạ đường huyết. Thế nên là chúng ta sẽ phải lưu ý là thứ nhất là chúng ta chọn cái mục tiêu điều trị đái tháo đường, đường huyết hay HbA1c nó sẽ phải hơi cao hơn so với một cái bệnh nhân đái tháo đường thông thường một chút để an toàn. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái thuốc mà để điều trị cái suy thượng thận là các cái corticoid, ví dụ hydrocortisone chẳng hạn, nó cũng có thể ảnh hưởng đến đường huyết một chút. Và đặc biệt là nếu chúng ta dùng các cái thuốc này thì thường xu hướng là nó sẽ gây ra cái tăng đường huyết ở sau bữa ăn nhiều hơn, chứ còn đường huyết mà buổi sáng ngủ dậy thì xu hướng là lại thấp. Thế cho nên là khi mà điều trị chúng ta sẽ phải ưu tiên là chọn lựa những cái thuốc gì nó có tác dụng kiểm soát đường huyết ở sau bữa ăn nhiều hơn, để tránh cho cái hiện tượng là nguy cơ sẽ bị hạ đường huyết. Và nếu như là bệnh nhân mà cần phải điều trị insulin chẳng hạn, thì chúng ta nên sử dụng cái loại insulin mà tác dụng nó nhanh ấy, tác insulin mà gọi chúng tôi gọi là insulin analog, nó thay đổi cấu trúc để nó kiểm soát đường huyết nhanh nhưng tác dụng nó ngắn, và đặc biệt là hạn chế sử dụng insulin hoặc những cái thuốc điều trị đái tháo đường quá mạnh về đêm. Bởi vì về đêm thì do bệnh nhân bị suy thượng thận trên là cái khả năng mà sản xuất ra gluco về đêm nó rất là ít, và đường huyết người ta buổi sáng rất là thấp. Trên bệnh nhân ngoài cái việc là lưu ý trong chế độ dùng thuốc thì nên ăn thêm nhẹ nhẹ vào trước lúc đi ngủ để tránh hạ đường huyết về đêm. Và đặc biệt nữa là vì là có nguy cơ hạ đường huyết trên những bệnh nhân này cần phải được thử đường huyết nhiều lần trong một ngày, có thể 2-3 lần trong một ngày. Và những lúc nào thấy mệt hoặc thấy đói thì các bạn nên thử thêm cái đường huyết để xem là đường huyết lúc đó có bị thấp quá hay không. Xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Bạch. Chúng tôi nhận được một câu hỏi của bạn Nhật Minh. Bác sĩ cho em hỏi, mẹ em đang được chẩn đoán. Tôi xin đọc lại. Bác sĩ cho em hỏi, mẹ em được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 và đang sử dụng thuốc combo Glyza 5/1000. Em được biết metformin có nguy cơ gây ra thiếu hụt vitamin B12. Vậy liều vitamin B12 cần bổ sung là bao nhiêu ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ. Xin được chuyển đến các vị chuyên gia. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này ạ. Thì lúc nãy trong cái bài trình bày của tôi cũng đã có đề cập về cái thuốc metformin, là nó làm giảm cái hấp thu vitamin B12 ở cái đường tiêu hóa. Do đó với những bệnh nhân sử dụng metformin thì sẽ có nguy cơ bị thiếu hụt cái vitamin này. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã có cái xét nghiệm mà có thể định lượng được cái vitamin B12. Thì thông thường nếu như ở trên người bệnh đái tháo đường mà chúng ta thấy có thể là xuất hiện như là biến chứng thần kinh, như bệnh nhân thấy tê bì chân tay và đã đang sử dụng metformin, thì chúng ta cũng cần phải xem lại xem liệu là có phải là do bệnh nhân bị thiếu vitamin B12 do cái tác dụng phụ của cái việc sử dụng metformin hay không. Và bệnh nhân cũng sẽ cần phải được bù cái lượng mà vitamin B12 kết hợp. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của chuyên gia Vũ Thùy Thanh. Thưa quý vị khán giả, thưa các vị chuyên gia của buổi tư vấn ngày hôm nay, các câu hỏi vẫn còn rất nhiều nhưng thời lượng trực tuyến thì có hạn. Phần cuối chương trình, ban tổ chức xin được kính mời các chuyên gia sẽ điểm lại những vấn đề mà người bệnh cần phải lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc trong điều trị bệnh đái tháo đường. Xin trân trọng kính mời các vị chuyên gia. Vâng, kính thưa tất cả các bạn, như vậy là chúng ta đã trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ trao đổi và lắng nghe các cái câu hỏi và trả lời. Tự chung trong ngày hôm nay chúng tôi thấy là cái vấn đề mà chúng đang quan tâm rất là nhiều đấy là một cái vấn đề mà không ngoài dự đoán chúng tôi, tức là chúng ta còn đã được sử dụng thuốc đái tháo đường rồi hoặc là mới được sử dụng, nhưng mà các cái thông tin, các cái hướng dẫn là cách sử dụng như thế nào thì rõ ràng là người bệnh và ngay cả các thầy thuốc cũng còn thiếu. Nhìn chung thì chúng tôi thấy là để gọi là được điều trị được bệnh đái tháo đường thì có vẻ không khó, và tuyến nào cũng có thể điều trị được, bác sĩ nào cũng có thể điều trị được. Người bệnh nào thì nghe qua ở trên đài báo hoặc là đọc trên internet cảm thấy chúng ta cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên để chúng tôi nói là để điều trị tốt, để điều trị thành công thì rõ ràng là chúng ta cần phải hiểu rất là sâu và rất là kỹ. Mỗi một cái loại thuốc đái tháo đường nó cũng giống như loại một cái loại vũ khí vậy,
và vấn đề là chúng ta có thể sử dụng được nhưng sử dụng như thế nào cho nó tối ưu thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu và phải đúc rút các cái kinh nghiệm để sử dụng cho nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất, đồng thời là an toàn nhất. Các bạn lưu ý là người ta nói là với các loại thuốc điều trị bệnh thì là con dao hai lưỡi, và với các loại thuốc giải cao đường thì cái ý nghĩa này nó càng đúng, là bởi vì tất cả các thuốc đái tháo đường bên cạnh những cái mặt rất là tốt thì sẽ có không ít các cái tác dụng phụ hoặc là bất lợi, và vấn đề là chúng ta sử dụng thuốc như thế nào cho nó đúng thì là một cái điều cực kỳ quan trọng. Trong cái qua cái nội dung của cái câu hỏi mà các bạn đặt ra thì tôi nghĩ là có mấy vấn đề chính là như thế này. Vấn đề đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái mục tiêu điều trị ở mỗi một người bệnh là sẽ khác nhau, không chỉ là đường huyết, và bên cạnh đó một cái thông số rất là quan trọng là HbA1c. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng thuốc khi nào và tại sao chúng ta lại phải dùng thuốc, thì nhấn mạnh với các bạn là tất cả các bệnh nhân đái tháo đường đều phải sử dụng thuốc, và thứ tự ưu tiên là chúng ta sẽ thứ tự chọn ưu tiên những cái loại thuốc không chỉ làm giảm đường huyết mà còn có tác dụng bảo vệ hoặc là phòng ngừa các biến chứng tim mạch, biến chứng thận ở các bệnh nhân đái tháo đường. Cái vấn đề thứ ba đó là bên cạnh cái việc dùng thuốc thì thấy mặt cái lợi thì chúng ta phải lưu ý những cái bất lợi, đặc biệt là cái nguy cơ hạ đường huyết hoặc là các cái nguy cơ mà nó xảy ra những bệnh nhân mà có biến chứng gan và thận. Cái vấn đề thứ tư đó là bên cạnh dùng thuốc thì chúng ta không được phép quên cái vai trò rất là quan trọng của chế độ ăn uống và luyện tập, nhưng lưu ý ăn uống và luyện tập là một phần chế độ điều trị nhưng không thể thay thế được thuốc và bắt buộc phải kết hợp. Và cái cuối cùng đó là bên cạnh muốn đánh giá được cái kết quả điều trị thì chúng ta bắt buộc là phải có cái phương tiện để theo dõi đường máu, và cụ thể đây là cái máy đo đường huyết tại nhà, hoặc những ai mà không có máy đo đường huyết tại nhà thì chúng ta cần phải đi khám nhiều hơn, hoặc là có thể nhờ những cái người ta có máy đo đường huyết, hoặc là các cái hiệu thuốc bây giờ cũng rất là nhiều, người ta có cái máy đo đường huyết để chúng ta đo đường huyết, đặc biệt là khi chúng ta thấy mệt hay là thấy đói hay là có cái vấn đề gì đó bất thường về sức khỏe. Tôi nghĩ là cái buổi ngày hôm nay chỉ là một cái buổi đầu tiên mà chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức về điều trị. Và điều trị đái tháo đường nó là một cái hành trình rất là dài và đòi hỏi nỗ lực rất là nhiều, không chỉ từ thầy thuốc, không chỉ từ bệnh nhân, mà còn từ cộng đồng, từ xã hội, và đặc biệt là từ những người thân ở trong gia đình. Và dần dần thì chắc chắn là chúng ta sẽ bàn luận đến những cái chủ đề nó chuyên sâu hơn, đến những cái vấn đề mà nó gai góc hơn, khó khăn hơn đối với những người bệnh hoặc các thầy thuốc đang gặp phải. Và tôi hy vọng là trong chúng ta sẽ còn có cơ hội để gặp gỡ trong những cái chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng ạ, thay mặt quý khán giả theo dõi trực tuyến chuyên đề sử dụng thuốc trong điều trị bệnh đái tháo đường, các vấn đề cần lưu ý nằm trong khuôn khổ chương trình tư vấn khám chữa bệnh từ xa telehealth của Bệnh viện Bạch Mai ngày hôm nay, xin cảm ơn phía AstraZeneca đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức buổi tư vấn khám chữa bệnh. Xin cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình của hai vị.